chương 25, Ấn Độ Dương, đến đây bắt đầu phần thứ hai của cuộc hành trình ngầm dưới biển của chúng tôi. Phần thứ nhất kết thúc bằng cảnh tượng xúc động dưới nghĩa trang san hô, để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Như vậy, chẳng phải chỉ cuộc sống của thuyền trưởng Nemo trôi qua giữa lòng đại dương mênh mông, mà cả cái chết, ông ta cũng chuẩn bị ở dưới đáy biển sâu. Ở đó không một quái vật nào có thể quấy rối giấc ngủ cuối cùng của những người chủ tàu nao ti lúa. Những người gắn bó với nhau lúc sống cũng như lúc chết. Những người không ai có thể động tới được, như Nemo đã nói. Giả thiết công xây đề ra không làm tôi thỏa mãn. Anh ta cho Nemo là một trong số những nhà bác học vì bị hắt hủi nên tỏ vẻ khinh bạc đối với mọi người, hoặc là một thiên tài bất đắc chí nên từ bỏ những cám dỗ trần tục mà lui về ẩn náu trong biển cả, môi trường gần gũi với tâm hồn phóng khoáng của ông ta. Theo tôi, Cách giải thích như vậy chỉ đúng một mặt của bản chất Nemo. Bí mật của đêm nọ là chuyện gì vậy? Vì sao họ phải giam giữ chúng tôi? Vì sao họ cho chúng tôi uống thuốc ngủ? Vì sao Nemo lại giật phát chiếc ống nhòm, khi tôi chưa kịp đưa lên nhìn chân trời? Và người thủy thủ bị tử thương trong trường hợp hết sức bí hiểm kia? Tất cả những câu hỏi đó khiến tôi phải suy nghĩ. Không, thuyền trưởng Nemo không phải chỉ trốn tránh mọi người chiếc tàu đáng sợ của ông ta có lẽ không chỉ là nơi ẩn náu của một người yêu tự do mà còn là một vũ khí phục thù khủng khiếp đó chỉ là những phỏng đoán chỉ là ánh sáng le lói trong đêm tối dày đặc tôi buộc phải ghi chép các sự kiện theo thứ tự của chúng chẳng có gì ràng buộc chúng tôi với thuyền trưởng nemo cả ông ta biết rằng chạy trốn khỏi tàu nao ti lúa là một điều không tưởng nemo chẳng cần chúng tôi phải thề bồi cam đoan gì chúng tôi là người bị giam là tù nhân mà người ta gọi lịch sự là khách tuy vậy nét vẫn không mất hy vọng giành lại tự do có thời cơ thuận lợi là anh ta chuồn ngay tất nhiên tôi cũng theo gương anh ta nhưng dù sao tôi cũng ân hận sẽ phải mang theo cả những bí mật mà thuyền trưởng nemo đã tin mà cho tôi biết cuối cùng con người ấy đáng căm ghét hay đáng khâm phục con người ấy là nạn nhân hay đao phủ thực lòng tôi cũng muốn trước khi vĩnh biệt nemo là một chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà phần đầu đã hoàn thành một cách tuyệt mỹ Tôi muốn được thấy hết những kỳ quan đang ẩn mình dưới các đại dương Tôi muốn đi sâu vào những điều bí ẩn nhất Thậm chí dám hy sinh tính mạng để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu những cái chưa biết Cho tới nay tôi đã khám phá ra điều gì Chưa được hoặc gần như chưa được điều gì Vì chúng tôi mới đi được 6.000 dặm dưới Thái Bình Dương Trừ ngày 21 tháng Giêng năm 1868 viên thuyền phó lại lên bong xác định độ nghiêng của mặt trời như thường lệ. Tôi cũng lên bong châm lửa hút xì gà và theo dõi việc làm của ông ta. Rõ ràng ông ta không biết tí tiếng Pháp nào. Tôi cố ý nói lên mấy nhận xét để ông ta phản ứng lại nếu ông ta nghe, hiểu. Nhưng ông ta vẫn bình thản và lặng thinh, trong khi viên thuyền phó đang quan sát thì có một thủy thủ lên bong. Đó chính là anh chàng lực lưỡng đã theo chúng tôi trong chuyến đi chơi ngầm ở đảo Crespo anh ta lau kính đèn pha, tàu nao ti lúa chuẩn bị lặn, tôi vội chui xuống phòng khách, nắp tàu đóng lại và tàu bắt đầu chạy về hướng Tây. Chúng tôi đi trong Ấn Độ Dương mênh mông, 550 triệu hecta nước trong vắt, đến nỗi nếu nhìn từ trên xuống thì có thể bị chóng mặt. Tàu phần lớn lặn sâu từ 100 đến 200 mét trong mấy ngày liền. Ở địa vị tôi có lẽ ai cũng cho cuộc hành trình này là mệt mỏi và đơn điệu. Nhưng vì tôi say mê biển nên không còn thì giờ để mệt mỏi và để buồn. Mỗi ngày dạo chơi trên bong tàu lộng gió biển khơi và ngắm nhìn những của báo dưới đáy biển, qua ô cửa phòng khách, đọc sách trong thư viện của thuyền trường và ghi nhật ký đi đường tất cả những việc đó đã choán hết thời gian của tôi. Tình hình sức khỏe của chúng tôi rất tốt, khẩu phần thức ăn trên tàu khá đầy đủ. Tôi có thể chẳng cần món, cải thiện, gì của Netland. Ngoài ra, nhiệt độ trên tàu rất dễ chịu, nên đến sổ mũi cũng chẳng có. Đã mấy hôm nay chúng tôi gặp vô số chim biển, trong số đó có những con to có thể bay xa và dọc đường hạ cánh xuống nghỉ trên ngọn sóng, như chim báo bão. Loài chim này rất đẹp, tuy tiếng nó kêu giống tiếng lừa. Còn về cá thì chúng tôi luôn luôn phải trầm trồ ngạc nhiên khi đi sâu vào những bí mật của chúng dưới đáy nước. Tôi phát hiện ra nhiều loài cá mà tôi chưa từng gặp trong môi trường tự nhiên. Từ 21 đến 23 tháng riêng tàu nao ti lúa chạy với tốc độ 250 dặm một ngày. Nói khác đi, nó chạy 540 hải lý trong 24 tiếng đồng hồ nghĩa là 22 hải lý một giờ. Chúng tôi chỉ quan sát được những con cá bơi theo tàu và lọt vào vệt sáng của đèn pha trên tàu. Nhưng vì tàu chạy nhanh nên đàn cá bơi theo cứ thưa dần và chỉ một số ít mới chạy đua thêm được với tàu một thời gian ngắn nữa. Sau khi chạy ngang qua đảo Kiling, Linh, một hòn đảo san hô không người ở, tàu hướng về phía tây bắc tới mỏm cực nam của bán đảo Ấn Độ. Hôm ấy Nét Len bảo tôi, đó là những nước văn minh, thưa giáo sư, ở Ấn Độ có đường cái giải nhựa và đường sắt, có những thành phố đẹp đẽ. Đi đâu cũng gặp người đồng hương, thế nào đã đến lúc chúng ta chia tay với thuyền trưởng Nemo chưa, thưa giáo sư? Không, không, ông Nét ạ, à, tôi trả lời rất cương quyết, thôi cứ để mặc trời đất, như cánh thủy thủ các ông thường nói tàu nao ti lúa đang hướng về các lục địa, đang tiến gần bờ biển châu Oyo. Cứ để nó được ta tới đó, rồi ta sẽ tùy tình hình cụ thể mà định liệu. Nhưng tôi nghĩ thuyền trưởng Nemo sẽ không cho ta lên bờ săn bắn như ở rừng New Guinea đâu. Nhưng thưa ngài, cần gì đợi ông ta cho phép? Tôi không trả lời nét và chẳng muốn tranh luận làm gì. Trong thâm tâm, tôi muốn trải qua mọi thử thánh của số phận đã đẩy tôi lên tàu nao ti lúa. Tàu chạy chậm lại nhưng luôn luôn đổi hướng đi và lặn xuống rất sâu. Nhiệt độ những lớp nước dưới cố định là cộng 4 ô. Tôi thấy ở những lớp nước trên, gần bờ, bao giờ nhiệt độ cũng thấp hơn ngoài biển khơi. Ngày 25 tháng riêng, đại dương hoàn toàn vắng lặng. Tàu nao ti lúa suốt ngày chạy trên mặt nước, cánh quạt làm nước bắn lên trắng xóa. Thật dễ lầm với một con cá voi khổng lồ. Tôi ở trên bong 3 phần tư thời gian trong ngày. Tôi nhìn biển chân trời hoang vắng, nhưng khoảng 4 giờ chiều thì xuất hiện một chiếc tàu ở phía tây. Chúng tôi nhìn thấy nó, nhưng nó không thể nhìn thấy chúng tôi, vì tàu nao ti lúa chỉ hơi nhô khỏi mặt nước. Tôi nghĩ tàu này thuộc công ty tàu biển chạy đường xây lần Sydney có ghé qua Menbu. Hôm sau, 26 tháng riêng, chúng tôi vượt qua xích đạo và vào vùng biển Bắc bán cầu. Một đàn cá mập đáng sợ đi, hộ tống, tàu. Nhưng một lát sau tàu tăng tốc độ, bỏ rơi những con cá mập hung hăng nhất. Khoảng 7 giờ tối, tàu nổi lên mặt nước và chạy trên biển sữa. Biển xanh mênh mông biến thành màu trắng đục, có phải vì ánh trăng không? Không, trăng non mới được hai ngày và lúc đó chưa nhô khỏi chân trời. So với màu sữa của biển cả thì bầu trời sao hình như đen thấm lại. Công xây không tin ở mắt mình và yêu cầu giải thích nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ đó. Cũng may mà tôi có thể làm được việc này. Tôi nói, đó gọi là biển sữa những vùng biển rộng lớn trắng như sữa là hiện tượng thường gặp ở độ vĩ này nhưng giáo sư có giải thích được nguyên nhân của hiện tượng đó không ạ à? nước biển thực ra đâu có biến thành sữa tất nhiên là không anh bạn ạ à, màu sữa của nước làm anh ngạc nhiên chính là do hàng tỷ tỷ sinh vật hết sức nhỏ không màu phát ra ánh sáng dày bằng bề dày sợi tóc và dài bằng một phần 5 mm các sinh vật này kết vào nhau và tạo thành từng mảng rộng vài dặm vài dặm cơ ạ à, công xây sửng sốt Đúng, anh bạn ạ, à. và anh chớ uổng công tính đếm chúng làm gì cho mệt. Nếu tôi không lầm, một số người đi biển đã gặp những biển sữa rộng hơn 40 dặm. Tôi chẳng biết công xây có nghe lời tôi khuyên không, nhưng anh ta lặng im suy nghĩ. Chắc công xây đang tính toán xem có bao nhiêu con trong diện tích 40 dặm vuông nếu mỗi con chỉ dài một phần 5mm. Còn tôi thì tiếp tục quan sát hiện tượng kỳ lạ ấy. Tới gần nửa đêm, biển trở lại màu xanh bình thường nhưng ở phía sau tàu, bầu trời phản ánh sáng màu trắng của nước tựa như hắt lại ánh sáng của bắc cực quang. Chương 26, đề nghị mới của thuyền trưởng Nemo, giữa trưa ngày 28 tháng riêng, tàu Nao Ti Lúa nổi lên mặt nước và trông thấy đất liền cách tàu 8 hải lý về phía tây. Ngay sau khi xác định được tọa độ, tôi xuống phòng khách tìm địa điểm đó trên bản đồ và thấy rằng mình đang ở gần bờ biển Ceylon, hòn đảo nằm ở gần cực nam bán đảo Ấn Độ. Tôi vào thư viện tìm xem có cuốn sách nào nói cặn kẽ về đảo Xây hòn đảo được coi như phỉ nhiêu nhất của trái đất này không? Tôi tìm thấy tác phẩm của Sir Nhan Đề, Xây và người Singapore. Quay về phòng khách, trước hết tôi làm quen với những số liệu thống kê nói về Xây Đảo này nằm giữa năm lăm và 9049, độ vị Bắc và 79042 và 8204, độ Kinh Đông từ bắc xuống nam, đảo dài 275 hải lý, từ đông sang tây rộng 150 hải lý, diện tích đảo là hai vạn tám hải lý vuông, nói cách khác đi là gần bằng diện tích Iceland. Lúc đó thuyền trưởng Nemo và thuyền phó vào phòng khách, Nemo nhìn bản đồ rồi quay lại bảo tôi, đảo xây lần nổi tiếng về nghề mò ngọc trai, ngài Aronak, ngài có đến xem nơi mò ngọc không, thưa thuyền trưởng, xin sẵn sàng, được cũng dễ thu xếp thôi thế này nhé, chúng ta sẽ tới chỗ đó nhưng không thấy thợ mò ngọc đâu. Mùa ngọc chưa bắt đầu, nhưng không sao, tôi sẽ ra lệnh cho tàu hướng về vịnh Mana và ta sẽ tới đó đêm nay. Nemo nói mấy lời với thuyền phó, ông này ra khỏi phòng khách, một lát sau, tàu nao ti lúa bắt đầu lặn xuống, kim đồng hồ chỉ độ sâu 10 mét, tôi cúi xuống bản đồ để tìm vịnh Mana, tôi thấy nó ở vị tuyến 9, gần bờ biển Tây Bắc Xây Lần. Muốn tới đó, phải đi vòng hết bờ biển phía tây xây lần. Thuyền trưởng Nemo nói, thưa giáo sư người ta mò ngọc trai ở vịnh Bengal, ở biển Ấn Độ, biển Trung Quốc và Nhật Bản, ở biển Nam Mỹ, ở vịnh Panama, vịnh California, nhưng những vùng mò ngọc trai chủ yếu tập trung ở xây lần. Đúng là chúng ta tới đó quá sớm, thợ mò ngọc xuất hiện ở vịnh Mana sớm nhất là vào tháng 3. Lúc đó ở đây tập trung tới 300 thuyền làm cái nghề có lãi nhất này trong 30 ngày. Trên mỗi thuyền có 10 người chèo và 10 thợ lặn. Thợ lặn làm việc theo hai kíp. Khi lặn xuống sâu 12 mét, họ kẹp vào giữa hai chân một hòn đá nặng. Tới độ 103.104 sâu cần thiết, họ buông hòn đá ra để người trên thuyền kéo đá lên. Thế nghĩa là người ta vẫn dùng cách mò ngọc cổ xưa nhất. Đáng tiếc là vẫn dùng, Nemo trả lời, mặc dù những nơi có ngọc đó thuộc một nước có nền công nghiệp lớn nhất là nước Anh tôi vẫn cảm thấy rằng bộ đồ lặn đã được cải tiến của ngài có thể giúp ít nhiều cho họ trong việc này. Vâng, những người mò ngọc khốn khổ không thể ở lâu dưới nước được. Tôi biết một số thợ mò ngọc đã ở dưới nước 57 giây, những người dai sức nhất có thể lặn lâu tới 87 giây. Nhưng những người đó rất hiếm, và cứ mỗi lần lặn xong thì nước ở tai và mũi trào ra có hỏa lẫn máu. Trong thời gian ngắn ngủi đó họ phải kịp cho vào dọ những con trai có ngọc vừa mò được thợ lặn thường không thọ, họ rất sớm suy sụp, mắt kém đi, thân thể bị lờ loét và thường hay chết dưới nước vì chảy máu não. Vâng, tôi nói, đó là một nghề buồn thảm, và tất cả cũng chỉ nhằm thỏa mãn tính cầu kỳ của phụ nữ. Nhưng xin thuyền trưởng cho biết, một thuyền như vậy có thể mò được bao nhiêu chai một ngày? Khoảng từ 4 vạn đến 5 vạn con, người ta còn nói năm 1814 chính phủ Anh đã đứng ra tổ chức mò ngọc. Chỉ trong 20 ngày thợ lặn đã mò được 76 triệu con trai. Ít nhất thì lao động của người thợ lặn cũng được trả giá cao chứ ạ? À? Tôi hỏi, thưa giáo sư, rất thấp. Ở Panama mỗi tuần họ kiếm được không quá một đô la. Thường họ chỉ được trả một xu mỗi con trai có ngọc. Mà còn biết bao nhiêu con không có ngọc, một xu thôi ư? Thật là bất công, thật là ghê tởm Giáo sư và hai người cùng đi sẽ thăm vịnh Mana và nếu may mắn gặp một người thợ lặn nào đó đến mò chai sớm thì ngài sẽ được làm quen với kỹ thuật của họ thưa thuyền trưởng vâng thế giáo sư có sợ cá mập không cá mập à câu hỏi đó đối với tôi có vẻ thừa thế giáo sư có ý kiến gì về cá mập nemo hỏi gặng thưa thuyền trưởng xin thú thực rằng tôi chưa thật quen với loài cá này thế mà chúng tôi đã quen với chúng rồi ngài cũng sẽ quen thôi chúng ta sẽ trang bị vũ khí và nếu có thể sẽ đi săn cá mập một chuyến. Săn cá mập hết sức thú vị. Xin hẹn giáo sư đến mai. Giáo sư hãy chuẩn bị lên đường thật sớm. Nemo nói những lời đó bằng một giọng bình thản rồi ra khỏi phòng khách. Nếu người ta mời bạn đi săn gấu ở vùng núi Thụy Sĩ, bạn có thể nói, tuyệt lắm, mai sẽ đi. Nếu bạn được mời đi săn sư tử ở thung lũng Atlas và săn hồ ở rừng rộng Ấn Độ, bạn có thể nói, a ta sẽ đi ngay, nhưng nếu bạn được mời đi săn cá mập dưới biển sâu thì chắc bạn phải suy nghĩ nhiều trước khi nhận lời. Còn tôi, tôi đã lấy tay lau chán lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh. Tôi nghĩ bùng, phải nghĩ cho kỹ, chớ vội, đi săn ở khu rừng ngầm gần đảo Crespo là một chuyện, còn dò dẫm dưới đáy biển mà không biết lúc nào chạm chán với cá mập lại là chuyện khác hẳn. Tôi được biết ở đôi nơi, đặc biệt là ở vùng đảo Andaman, những người da đen thường xông thẳng vào cá mập một tay cầm dao găm còn tay kia cầm thòng lọng nhưng tôi cũng được biết là trong cuộc chiến đấu tay đôi với cá mập nhiều người gan góc đó đã về chầu tổ tiên tôi hình dung ra cá mập cái mồm to tướng với nhiều dãy răng có thể cắn đứt đôi người tôi đã cảm thấy đau ở thắt lưng tôi không chịu nổi cái giọng bình thản của nemo đã dùng để mời tôi đi săn vấn đề đâu có phải là làng tránh một con cầy con cáo nào đó trong rừng tôi nghĩ được tất nhiên công xây sẽ từ chối không tham gia cuộc đi săn này thế là tôi sẽ có cớ không đi cùng nemo còn về nét thì thú thực là tôi không tin ở sự chín chắn của anh ta sự nguy hiểm dù lớn đến đâu bao giờ cũng hấp dẫn cái bản chất hay gây gổ của nét tôi cầm lấy cuốn sách của Sirer nhưng chỉ lật từng tờ như một cái máy giữa những dòng chữ hiện lên những cái mồm cá mập ngoác rộng nhưng lúc đó công xây và nét vào hai người đều tươi tỉnh họ chẳng biết chuyện gì đang chờ đợi họ. Nét nói, thưa giáo sư, thực thà mà nói, thuyền trưởng Nemo của ngài đã đề nghị chúng ta một việc rất đáng hoan nghênh. À, thế ra các bạn đã biết, thưa giáo sư, công xây trả lời, thuyền trưởng Nemo mời chúng tôi cùng giáo sư đi thăm những nơi mò ngọc trai nổi tiếng của xây lần. Ông ta hết sức lịch thiệp và tỏ ra là một người quân tử. Nemo không nói gì nữa à, thưa giáo sư, không, nét trả lời ông ta chỉ nói là đã mời ngài tham gia cuộc dạo chơi dưới biển này đúng vậy nhưng ông ta không đả động đến một chuyện thưa giáo sư chẳng có chuyện gì cả ngài có đi với chúng tôi không ạ à? tôi tất nhiên rồi tôi thấy ông nét đã mê cái món dạo chơi dưới đáy biển rồi đấy vâng rất thú vị rất thú vị ạ à? và nguy hiểm nữa tôi thêm nguy hiểm gì nét trả lời đó chỉ là một cuộc dạo chơi đơn giản thôi rõ ràng thuyền trưởng nemo thấy không cần phải gợi cho các bạn tôi nghĩ tới cá mập tôi hoảng hốt nhìn hai người tựa như họ đã bị cụt mất chân hoặc tay rồi tôi có nên báo cho họ biết trước nỗi hiểm nguy sắp tới không tất nhiên là nên nhưng tôi chẳng biết thế nào giáo sư có thể kể cho chúng tôi nghe chi tiết hơn về cách mò ngọc trai không ạ tôi hỏi về cách mò trai hay về những chuyện ngẫu nhiên liên quan tới việc mò trai tất nhiên là về cách mò trai nét nói Trước khi lên đường, cần biết sẽ theo hướng nào chứ? Thế thì mời các bạn ngồi xuống. Tôi sẽ kể các bạn nghe tất cả những điều tôi biết về nghề mò trai có ngọc qua cuốn sách của Sierra. Nét và công dây ngồi xuống đi văng. Nét hỏi ngay, thưa giáo sư, thế ngọc trai là gì? Đối với nhà thơ, ngọc trai là hạt lệ của biển cả. Đối với các dân tộc phương Đông, đó là hạt xương sớm đã hóa đá. Đối với phụ nữ, đó là viên đá quý hình bồ dục màu xanh óng ánh mà họ đeo ở cổ, ở tay, ở tai như một thứ trang sức. Đối với nhà hóa học, đó là kết hợp của muối phát và canxi cacbonat. Cuối cùng, đối với nhà tự nhiên học, nó chỉ là một cái u hình cầu màu xanh nằm trong mô ác mềm của một số nhuyễn thể. Thế có trường hợp nào một con trai chứa nhiều ngọc không ạ? Công xây hỏi, có chứ, anh bạn, người ta kể là đã thấy 150 con cá mập trong một viên ngọc tuy tôi không tin lắm một trăm rưỡi con cá mập à nét sửng sốt tôi nói là cá mập ư ừ, tôi lúng túng tôi muốn nói là một trăm rưỡi hạt ngọc ấy cá mập dính dáng gì đến chuyện này giá trị của viên ngọc tùy thuộc ở độ to nhỏ của nó phải không ạ à? công xây hỏi chẳng những tùy thuộc vào độ to nhỏ mà còn tùy thuộc ở hình dáng màu sắc ở độ sáng của ngọc phân loại ngọc chắc là một việc khó khăn và mất thì giờ nét nói chẳng khó lắm đâu ông bạn ạ à người ta dùng sàng để phân loại, có cả thầy 11 loại sàng. Đầu tiên người ta dùng sàng thưa có từ 20 đến 80 lỗ. Những viên ngọc còn lại trên sàng được xếp loại 1, loại sàng có từ 100 đến 800 lỗ cho ta ngọc loại 2. Loại sàng có từ 900 đến 1000 lỗ cho ta ngọc loại 3. Họ khôn thật, công xây nói, tôi thấy họ đã phân loại ngọc một cách máy móc. Thưa giáo sư, ngài có biết việc khai thác các vùng biển có ngọc đem lại lợi nhuận bao nhiêu không ạ? Theo sách của Sirer những vùng biển có ngọc của xây lần hàng năm đem lại 3 triệu con cá mập. 3 triệu quan chứ ạ? À? Công xây nói, ừ, ừ, 3 triệu quan, tôi chữa lại, tôi nghe nói có mấy viên ngọc quý đắt tiền lắm phải không ạ? À? Đúng vậy, người ta kể lại rằng, Sey ra đã biếu Sevilla viên ngọc giá 120.000 franc. Nhưng tôi nghĩ chẳng ông vua nào có viên ngọc lớn bằng viên ngọc của thuyền trưởng Nemo. Viên này ạ, à? Công xây chỉ vào viên ngọc đặt trong hộp kính tôi đánh giá nó 2 triệu franc đấy. Thế mà Nemo chỉ cần cúi xuống một chút là nhặt được. Biết đâu ngày mai đi chơi ta chẳng nhặt được một viên như thế. Hy vọng gì, công xây nghi ngờ, sao lại không, trên tàu nao ti lúa này thì có tiền triệu để làm gì. Đúng là trên tàu thì chẳng cần, nhưng, ở chỗ khác. Ở chỗ khác à, công xây lắc đầu, ông nét nói đúng, tôi nhận xét nếu sau này ta mang về châu oyo hay châu mỹ một viên ngọc giá mấy triệu thì những chuyện ta kể càng có trọng lượng hơn và dễ tin hơn công xây hỏi thêm nghề mò ngọc có nguy hiểm không ạ à? không tôi trả lời ngay đặc biệt là nếu áp dụng một số biện pháp đề phòng nghề đó thì có gì là nguy hiểm chỉ uống mấy hộp nước mặn là cùng chứ gì nét nói ông nói rất đúng tôi cố nói bằng cái giọng bình thản của nemo à ông nét này ông có sợ cá mập không tôi ấy à tôi là thợ săn cá nhà nghề tôi coi khinh chúng vấn đề không phải là đứng trên tàu câu cá mập kéo nó lên bong lấy dìu chặt đứt đuôi mổ bụng moi tim rồi lại quẳng xác xuống biển đông nghĩa là phải xuống nước chứ gì đúng đấy sợ quái gì thê xuống săn của tôi để làm chi thưa giáo sư cá mập là giống cá vụng về muốn đớp ngài nó phải ngửa bụng lên lúc đó nét nói chữ đớp bằng một giọng khiến tôi lạnh ớn xương sống thế còn anh anh nghĩ thế nào về cá mập, công xây? Tôi xin nói thành thực với giáo sư thế này, nếu giáo sư quyết định đi săn cá mập thì tôi, người đầy tớ trung thành của giáo sư, sao có thể không đi theo được? chương 27, viên ngọc giá 10 triệu, đêm đã tới, tôi đi ngủ nhưng cứ chập chờn mãi vì bị hình ảnh cá mập ám ảnh. 4 giờ sáng hôm sau, người thủy thủ do thuyền trưởng Nemo cử đến phục vụ tôi, đánh thức tôi dậy. Tôi vội mặc quần áo rồi ra phòng khách thuyền trưởng nemo đang chờ tôi ở đó ông ta hỏi ngài aronak ngài đã sẵn sàng rồi chứ vâng tôi đã sẵn sàng xin ngài theo tôi còn những người cùng đi với tôi họ đã được báo trước và đang chờ ngài chúng ta mặc đồ lặn chứ ạ à? chưa mặc bây giờ tôi không muốn cho tàu nao ti lúa vào gần bờ quá nên đã ra lệnh chuẩn bị xuồng để tới chỗ bãi cát nông của vịnh mana còn cách đây khá xa như thế chúng ta sẽ rút ngắn được quãng đường phải lội khá nhiều đồ lặn đã được đưa xuống xuồng, chúng ta chỉ mặc vào trước khi lặn xuống nước. Nemo dẫn tôi đến cầu thang trung tâm, Nét và công xây đã chờ tôi ở đó, cả hai người đều hân hoan về cuộc, dù ngoạn vui vẻ, sắp tới. Năm thủy thủ ngồi trong xuồng sẵn sàng trèo lái, trời chưa sáng, những vì sao thưa thớt lấp lánh giữa những đám mây bao phủ bầu trời. Tôi đưa mắt tìm đất liền nhưng chỉ thấy một dải sương mờ chạy dài ba phần tư chân trời, từ tây nam đến tây bắc tàu nao ti lúa đêm qua chạy dọc bờ biển phía tây xây lần giờ đây đang ở gần cửa vịnh giữa bờ biển xây và đảo mana nơi đó dưới những lớp nước sâu là những mỏm đá ngầm những kho chai có ngọc vô tận rộng gần 20 dặm thuyền trưởng nemo công xây Ned len và tôi ngồi ở phía sau một thủy thủ cầm lái còn bốn người kia trèo xuồng từ từ đi về hướng nam tôi thấy mỗi động tác trèo cách nhau 10 giây như cách trèo xuồng của hải quân chúng tôi im lặng, đến 5 giờ rưỡi, khi bắt đầu bình minh thì chân trời hiện lên rõ hơn hình một dải núi. Chúng tôi chỉ còn cách đảo năm hải lý, biển vắng, không một bóng thuyền. Thuyền trưởng Nemo nói đúng, chúng tôi tới đây trước mùa mò ngọc. Đến 6 giờ sáng, trời đột ngột sáng rõ, đó là đặc điểm của những nước nhiệt đới, nơi dạng đông và hoàng hôn đều rất ngắn ngủi. Giờ đây tôi đã nhìn thấy rõ đảo, thậm chí cả những bóng cây thưa thớt trên bờ chiếc xuồng đang tiến gần đảo mana thuyền trưởng nemo đứng dậy và bắt đầu chăm chú quan sát phía xa theo hiệu của nemo chiếc xuồng thả neo nhưng chỉ mất không hơn một mét giây vì nước ở đây cạn nemo bảo tôi ngài aronak chúng ta đến nơi rồi ngài có thấy cái vịnh kín này không một tháng nữa ở đây sẽ tập trung rất nhiều tàu thuyền và hàng ngàn thợ lặn gan dạ sẽ lặn xuống đáy biển vịnh này thật là lý tưởng đối với nghề mò ngọc vịnh được núi chắn những cơn gió mạnh và biển ở đây không nổi sóng đó là điều kiện hết sức thuận lợi cho thợ lặn thôi bây giờ chúng ta mặc đồ lặn vào và bắt đầu cuộc tham quan tôi không trả lời một thủy thủ giúp tôi mặc bộ đồ lặn nặng nề vào người thuyền trưởng nemo ned và công xây cũng làm như tôi không một thủy thủ nào đi theo chúng tôi trong chuyến tham quan đặc biệt này người ta đeo vào lưng chúng tôi những bình chứa khí nén nhưng không nói gì tới máy room coffer Trước khi đội mũ lặn vào đầu, tôi nhắc thuyền trưởng về điều này. Nemo trả lời, không cần tới máy đó. Chúng ta không lặn xuống sâu, mà ở chỗ nông thì chỉ cần ánh sáng mặt trời là đủ. Hơn nữa, bật đèn điện ở vùng này là rất nguy hiểm. Ánh sáng điện có thể làm cho loài cá giữ kéo tới. Trong khi Nemo nói, tôi quay về phía công xây và nét len. Nhưng họ đã đội mũ vào và không nghe thấy gì nữa. Tôi hỏi Nemo câu cuối cùng, thế vũ khí của chúng ta đâu? Súng của chúng ta đâu? Súng à? Cần gì súng? Người miền núi đi săn gấu chỉ cần một con dao găm thôi mà. Lưỡi dao thép đâu có kém đạn trì. Đây là một con dao rất tốt. Ngài hãy dắt vào thắt lưng rồi chúng ta lên đường. Tôi nhìn nét và công xây. Họ cũng được vũ trang như tôi và Nemo. Nét còn đeo thêm một cái mũi lao nhọn mà anh ta mang theo khi rời tàu Nautilus. Một phút sau, các thủy thủ lần lượt thả chúng tôi xuống nước. Ở độ sâu không quá một mét rưỡi, chân chúng tôi đã chạm cát. Thuyền trưởng Nemo lấy tay ra hiệu, chúng tôi theo ông ta xuống một sườn dốc thoai thoải, một lát sau, chúng tôi xuống tới một hố sâu khá rộng. Những ý nghĩ đang đè nặng lên tôi bỗng tan mắt, tôi thấy trong lòng bình tĩnh lạ thường, tôi yên tâm vì thấy vận động được thoải mái và sững sờ trước cảnh tượng diệu kỳ. Những tia sáng mặt trời dọi qua làn nước trong vắt, chiêu sáng cả đáy biển. Những con trai nhỏ nhất cũng nhìn thấy rõ. 10 phút sau, chúng tôi tới độ sâu 5 mét, đáy biển ngày càng bằng phẳng hơn. Độ 7 giờ sáng chúng tôi tới bãi cát nông, nơi có hàng triệu con trai đang sinh sản. Thuyền trưởng Nemo cho tôi xem nơi tập trung trai có mọc ấy. Tôi hiểu rằng kho trai đó là vô tận vì sức sáng tạo của thiên nhiên vẫn lớn hơn bản năng phá hoại của con người. Netland vốn có bản năng phá hoại ấy nên vội lựa chọn những con trai đẹp nhất và nhét đầy túi lưới đeo ở thắt lưng. Nhưng chúng tôi không dừng lại lâu ở đây vì phải đi theo Nemo là người có vẻ thông thạo con đường này. Đáy vịnh dâng cao rõ rệt, và đôi khi bàn tay tôi dơ lên thò ra khỏi mặt nước. Trước mắt chúng tôi bỗng hiện ra một cây hang rộng được tạo nên trong một mỏm đá rất đẹp mắt, có nhiều loài cây cỏ dưới biển phủ ngoài. Thuyền trưởng Nemo vào hang, chúng tôi vào theo. Tôi thích ứng rất nhanh với bóng tối trong hang. Nemo dẫn chúng tôi vào sâu thế này làm gì nhỉ? Sau khi lần xuống một bờ khá dốc, chúng tôi tới một chỗ trông tựa cây giếng. Tới đây Nemo dừng lại và chỉ cho chúng tôi xem một vật mà tôi chưa nhận ra ngay là cái gì. Đó là một con trai to lạ thường, đường kính khoảng 2 mét, lớn hơn con trai ở phòng khách tàu Nautilus. Tôi tới gần con vật kỳ lạ ấy. Theo tôi, nó phải nặng tới 300 kg. Trong đó ít nhất có 15 kg thịt. Thuyền trưởng Nemo chắc hẳn đã biết rõ con trai này và không phải lần đầu tiên vào hang này. Tôi nghĩ rằng ông ta dẫn chúng tôi đến đây chỉ là để cho xem cái vật lạ đó của thiên nhiên. Nhưng tôi đã lầm, Nemo có lý do riêng của mình, ông ta muốn biết tình trạng của con trai đó ra sao. Vỏ trai đang hé mở, Nemo tới gần rồi nhét con dao găm vào giữa hai vỏ để nó không ngậm lại được. Sau đó ông ta lấy tay nâng mép ngoài có tua viền của áo chai lên. Giữa những nếp gấp hình lá có một viên ngọc to bằng quả dừa. Một viên ngọc rất tròn và trong sáng tuyệt vời. Một vật vô giá, trong lúc quá tò mò tôi đưa tay ra để chụp lấy hòn ngọc và xem nó nặng bao nhiêu. Nhưng Nemo ra hiệu cho tôi ngừng lại rồi rút ngay con dao ra khỏi vỏ chai. Thế là con trai ngậm ngay vỏ lại, tôi hiểu ý định của Nemo rồi ông ta để viên ngọc lại dưới áo của con trai là để tạo cho khả năng lớn dần lên mỗi năm những chất tiết ra lại bồi thêm những lớp đồng tâm cho viên ngọc chỉ có nemo mới biết cái hang có viên ngọc kỳ diệu này chỉ có ông ta biết nuôi dưỡng nó để sau này mang nó về phòng bảo tàng tuyệt vời của mình cũng có thể nemo bắt chước người trung quốc hay người ấn độ tự tạo nên sự phát triển của viên ngọc bằng cách đặt vào áo con trai một vật rắn bằng kim loại hình cầu chẳng hạn để chai tiết ra chất ngọc phù ngoài. So sánh viên ngọc này với những viên tôi đã thấy và những viên đã có trong bộ siêu tập của Nemo, tôi đánh giá nó ít nhất 10 triệu franc. Đó là viên ngọc do thiên nhiên sáng tạo ra chứ không phải là một vật xa xỉ. Si. Và lại, có cái tay phụ nữ nào chịu nổi sức nặng của viên ngọc này? Sau khi xem viên ngọc quý, thuyền trưởng Nemo ra khỏi hang. Đoàn tham quan chúng tôi ở vùng nước chưa bị dân mò ngọc làm vần đục này, lại tiếp tục đi. Mười phút sau, Nemo bỗng dừng lại. Tôi tưởng ông ta muốn quay về. Nhưng không, Nemo lấy tay ra hiệu cho chúng tôi nấp vào khe đá rồi chỉ cho xem một chấm đen dưới nước. Tôi chăm chú nhìn, cách tôi 5 mét, có một bóng đen thấp thoáng và đang chìm xuống đáy. Ý nghĩ hốt hoảng về cá mập thoáng hiện trong óc tôi. Nhưng tôi đã lầm, lần này không phải là loài cá dữ. Đó là một người, một người còn sống, một người Ấn Độ nghèo khổ đến mò ngọc sớm hơn lệ thường. Anh ta liên tục lặn xuống rồi lại ngoi lên. Khi lặn, thanh ta kẹp một viên đá giữa hai chân. Viên đá này có dây buộc phía sau thuyền. Đó là tất cả đồ lặn của anh ta. Xuống sâu khoảng 5 mét, anh ta buông hòn đá ra, quỳ xuống rồi nhặt vội những con trai quanh đó nhét vào túi lưới buộc ở thắt lưng. Sau đó, anh ta ngoi lên mặt nước, đổ chai vào thuyền rồi lại bắt đầu những động tác nói trên trong khoảng 30 giây. Anh ta không thấy chúng tôi đang nấp sau mỏm đá, và lại anh ta sao có thể tưởng tượng được rằng có những con người những sinh vật giống hệt anh ta đang ở cạnh và quan sát từng hành động nhỏ của anh ta không bỏ sót một chi tiết nào anh ta ngoi lên lặn xuống nhiều lần mỗi lần chỉ mang lên được không quá một con trai vì trai bám vào đất rất chặt và trong số trai mà anh ta phải liều thân để lấy biết bao con trong ruột chẳng có gì tôi chăm chú theo dõi anh ta anh ta lặn xuống ngoi lên trong từng khoảng thời gian đều đặn và suốt nửa tiếng đồng hồ không gặp một nguy hiểm gì tôi đã bắt đầu chán cái việc quan sát ấy thì người thợ lặn đang ở tư thế quỷ bỗng né sang một bên bật dậy và tìm cách ngoi lên mặt nước tôi đã hiểu vì sao anh ta hoảng sợ một bóng đen khổng lồ lướt qua đầu người thợ lặn bất hạnh ấy đó là một con cá mập hết sức lớn đang lao tới anh ta hai mắt đỏ ngầu miệng há hốc tôi hoảng quá đờ cả người ra con cá hao ăn quẫy mạnh và lao thẳng tới người thợ lặn anh ta nhảy sang một bên và tránh được hàm răng nhọn của con cá, nhưng bị đuôi cá mập đập mạnh vào ngực ngã lăn ra. Tất cả những việc đó diễn ra trong nháy mắt, con cá mập Thoạt Tiên hơi ngập ngừng một chút, nhưng sau đó lật ngửa ra để lao tới cắn đứt đôi người. Đến đây, thuyền trưởng Nemo đứng cạnh tôi rút dao găm ra rồi tiến lên chiến đấu tay đôi với con cá giữa. Con cá đang ở tư thế sẵn sàng sát hại người Ấn Độ bất hạnh thì chợt chú ý tới đối thủ mới nó lật sắp lại rồi xông tới chỗ thuyền trưởng nemo nemo hơi ngửa mình về phía sau rồi hết sức bình tĩnh chờ con cá đến gần khi nó đã tới sát nemo vô cùng khéo léo nhảy sang một bên tránh đòn rồi cắm phập con dao găm vào bụng cá ngập tới chui cuộc chiến đấu quyết liệt bắt đầu con cá nổi khùng máu từ vết thương vọt ra như suối nước biển nhuộm màu đỏ thẫm khiến tôi chẳng còn nhìn thấy gì một lát sau khi chỗ nước nhúm máu bị cuốn trôi đi tôi mới thấy thuyền trưởng Nemo dũng cảm đang bám chặt vào vây con cá mà đâm liên tiếp vào bụng nó. Nhưng ông ta không có khả năng đánh một đòn quyết định, nghĩa là đâm trúng tim kẻ thù. Con cá mập bị từ thương hoàn mình lại và quẫy đuôi rất mạnh khiến tôi đứng không vững nữa. Tôi muốn xông tới giúp thuyền trưởng, nhưng vì quá khiếp sợ, nên tôi đờ người ra không bước lên được bước nào. Tôi thấy tình hình hai bên tham chiến đã thay đổi, Nemo bị thân hình to lớn của con cá xô ngã lộn nhào. Tính mạng Nemo đang như treo trên sợi tóc thì nét len nhanh như cắt sông tới và phóng lao nhọn vào con cá. Nước biển lại nhuốm đỏ màu máu. Con cá điên cuồng lồng lộn làm cuộn lên từng đợt sóng lớn. Nét len đã giáng một đòn chí mạng. Con cá hấp hối, quằn quại, công xây thì bị sóng xô ngã. Nét len giúp thuyền trưởng thoát khỏi thân con cá đang đè lên người. Nemo không bị thương, ông đứng dậy, chạy về phía người Ấn Độ. Cắt dây thừng buộc người đó với hòn đá rồi ôm người đó bơi lên mặt biển. chúng tôi cũng bơi lên theo Nemo và mấy giây sau đã tới chiếc thuyền của người bị nạn. trước hết, Nemo tìm cách làm cho người này hồi tình. tôi không tin Nemo sẽ cứu được anh ta sống. anh ta chỉ ở dưới nước một thời gian ngắn, nhưng đuôi cá đập mạnh có thể giết chết anh ta. may thay, nhờ những biện pháp kiên quyết của Nemo và công xây, người bị nạn dần dần tỉnh lại. anh ta mở mắt các bạn có thể hình dung được là anh ta đã ngạc nhiên, thậm chí hoảng sợ thế nào khi thấy bốn cái đầu bằng đồng đang cúi xuống anh ta. Nhưng anh ta không thể tưởng tượng được rằng Nemo rút ra một túi ngọc trai rồi dúi vào tay mình. Anh thợ lặn nghèo khổ đưa bàn tay run rẩy ra nhận tặng phẩm dị yêu kỳ của người chu biên cả. Cái nhìn hoảng sợ chứng tỏ anh ta không biết những sinh vật kỳ lạ đã cứu sinh mạng và cho mình châu báu kia là ai. Theo hiệu thuyền trưởng, chúng tôi trở lại bãi ngọc và sau nửa tiếng đồng hồ đi trên con đường quen thuộc thì về tới chiếc xuồng đang nhà neo chờ chúng tôi lên xuồng và được các thủy thủ giúp tháo bỏ những cái mũ đồng nặng nề ra câu nói đầu tiên của thuyền trưởng nemo là dành cho ned land ông ned xin cảm ơn ông thưa thuyền trưởng có gì mà cảm ơn tôi đã chịu ơn ngài nhiều nemo hơi mỉm cười và chẳng ai nói gì thêm nữa quay xuồng về tàu nemo ra lệnh chiếc xuồng lướt trên sóng mấy phút sau chúng tôi gặp xác con cá mập nổi lên mặt biển. Nhìn viền đen ở vây cá, tôi nhận ra đó là loại cá mập ăn thịt người rất đáng sợ ở Ấn Độ Dương. Nó dài gần 8 mét, cái mồm rộng hoác chiếm một phần ba thân, đó là con cá đã trưởng thành vì có sáu hàng răng ở hàm trên. Khi tôi đang xem xác con cá thì có khoảng hơn 10 con cá mập khác nổi lên quanh xuồng. Chúng chẳng chú ý gì tới chúng tôi mà lăn xả vào sâu xé con cá bị chết. Đến 8 giờ rưỡi chúng tôi bước lên tàu nao ti lúa những ý nghĩ của tôi dần dần quay lại chuyến tham quan vừa rồi ở vịnh mana tôi thán phục lòng quả cảm tuyệt vời của thuyền trưởng nemo mà chính tôi đã chứng kiến tôi hiểu rằng nemo có thể hy sinh thân mình để cứu một người của cái xã hội mà ông ta đã từ bỏ dù con người bí hiểm đó có nói gì về mình thì ông ta cũng không thể hủy diệt được lòng thương người trong tim mình được tôi nói với nemo ý nghĩ đó ông ta trả lời tôi giọng xúc động, thưa giáo sư, đó là một người Ấn Độ, một đại diện của quần chúng bị áp bức, mà tôi thì sẽ là người bảo vệ cho họ đến hơi thở cuối cùng. chương 28, Biển Đỏ, trưa ngày 29 tháng riêng, đảo xây lần khuất sau chân trời, tàu nao ti lúa chạy với tốc độ 20 hải lý một giờ. Thế là từ khi rời biển Nhật Bản tới nay, chúng tôi đã vượt một vạn 6.220 hải lý hay 7.500 dặm. Hôm sau, 30 tháng riêng, khi tàu nổi lên thì chẳng còn thấy một hòn đảo nào tàu hướng về phía tây bắc về phía vịnh ả man nằm giữa bán đảo arabia và bán đảo ấn độ và là cửa vào vịnh ba tư đây thật là một vịnh kín không có lối ra biển thuyền trưởng nemo định đưa chúng tôi đi đâu tôi không thể biết được trả lời như vậy không làm nét thỏa mãn ông nét ạ à, đường chúng ta đi tùy thuộc ý muốn của thuyền trưởng ý muốn của thuyền trưởng không đưa chúng ta đi xa được đâu vịnh ba tư không có lối ra nào khác nếu ta vào thì phải đi ra bằng đường cũ thì sao sau khi vào vịnh ba tư nếu tàu nao ti lúa muốn đến thăm biển đỏ thì có thể sử dụng vịnh ba pen mandep bất kỳ lúc nào thưa giáo sư nhưng biển đỏ cũng như vịnh ba tư chẳng có lối ra nào khác kênh suyê chưa đào xong Và lại nếu có đào xong thì một chiếc tàu cần giữ bí mật như tàu của ta liệu có dám đi vào kênh đào có nhiều đập nước như vậy không tóm lại biển đỏ không phải là con đường đưa chúng ta về châu Âu. Nhưng tôi có nói là chúng ta đang về châu Âu đâu. Thế giáo sư dự kiến thế nào? Tôi cho rằng, sau khi thăm vùng biển Arabia và Ai Cập, tàu Nautilus sẽ trở lại Ấn Độ Dương, hoặc qua El Mozambique, hoặc qua quần đảo Mascaren và sẽ tới Mũi Hảo Vọng. Vâng, tới Mũi Hảo Vọng rồi sao nữa? Nét kiên trì hỏi, vòng qua Mũi Hảo Vọng, chúng ta sẽ ra Đại Tây Dương. Chúng ta chưa đến vùng biển đó bao giờ. Này ông nét, chẳng lẽ ông đã ngán cái kiểu đi ngầm dưới biển này rồi à? Còn tôi, nếu chuyến du lịch thú vị này đột nhiên chấm dứt thì tôi sẽ rất buồn. Chẳng phải ai cũng được may mắn như chúng ta đâu, nhưng xin giáo sư chớ quên rằng chúng ta bị cầm tù trên tàu Nao Ti Lúa đã được ba tháng. Ông nét à, tôi chẳng muốn nhớ chuyện đó làm gì. Trên tàu này tôi chẳng tính ngày tính giờ làm gì, nhưng rồi sẽ kết thúc ra sao, sẽ có lúc phải kết thúc thôi nhưng chúng ta bất lực trong việc làm cho nó kết thúc nhanh, và mọi cuộc tranh cãi về vấn đề này đều vô ích. Nếu ông bảo tôi đã có thời cơ chạy trốn rồi đấy, thì tôi sẽ thảo luận ngay với ông về chuyện ấy. Nhưng thời cơ chưa tới và tôi thành thật nghĩ rằng thuyền trưởng Nemo không dám vào vùng biển châu Âu đâu. Ned kết thúc câu chuyện bằng một câu độc thoại, cái gì cũng đẹp vô cùng, nhưng tôi nghĩ, trong cảnh tù đầy này thì chẳng có gì đáng vui cả. Suốt bốn ngày, tới mùng 3 tháng 2, tàu nao ti lúa chạy trong vịnh ả man ở các tốc độ và độ sâu khác nhau. Hình như nó đang phân vân trong việc chọn đường đi. Tàu ra khỏi vịnh ả man và tới ngày mùng 5 tháng 2 thì vào vịnh Aden, nơi đầy nước của Ấn Độ dương hòa với nước biển đỏ. Ngày mùng 6 tháng 2, tàu nao ti lúa nhìn thấy thành phố Aden xây dựng trên những mỏm đá nhô ra biển. Tôi tưởng Nemo cho tàu chạy tới đây thì quay lại, nhưng tôi đã lầm, hôm sau, mùng 7 tháng 2, tàu tiến vào eo biển Bapen Mandeb, tiếng Ả Rập có nghĩa là cửa nước mắt. Eo này rộng 20 hải lý và chỉ dài 52 km. Tàu nao ti lúa chạy thật nhanh chỉ mất một tiếng đồng hồ là vượt qua. Đến trưa tàu vào tới biển đỏ. Biển đỏ, chưa bao giờ có mưa rào trên biển này. Không một con sông lớn nào đổ vào biển này. Hàng năm nước bốc hơi làm mực nước ở đây tụt xuống một mét rưỡi biển đỏ dài 2.600 km và rộng trung bình 240 km. Thời cổ đại đây là một đường mậu dịch quốc tế chủ yếu. Tôi không muốn tìm nguyên nhân đã thúc đẩy thuyền trưởng Nemo nhưng tôi chẳng thắc mắc gì khi được đến đây. Tàu chạy ở tốc độ trung bình, khi thì nổi, khi thì lặn xuống sâu để tránh gặp các tàu thuyền khác. Thế là tôi được quan sát biển này cả trên mặt nước, cả dưới sông. Tàu lúa tiến gần bờ biển Châu Phi, nơi có nhiều vực thẳm ở đó dưới các lớp nước trong như pha lê, qua ô cửa kính, chúng tôi ngắm nhìn những đám san hô ngầm được những tấm thảm bằng tàu phủ ngoài. Cảnh tượng đó thật khó phai mờ trong trí nhớ. Ngày 9 tháng 2, tàu Nao Ti Lúa tới quãng rộng nhất của biển đỏ. Trưa hôm đó, sau khi xác định tọa độ, thuyền trưởng lên bong, nơi tôi đang đứng. Tôi định lợi dụng cơ hội này để thăm dò ý đồ sắp tới của Nemo. Thấy tôi, Nemo bước đến ngay mời tôi hút xì gà rồi hỏi, thế nào, giáo sư có thích biển đỏ không? Ngài có quan sát được những kỳ quan ẩn náu dưới sâu không? Thưa thuyền trưởng, tất nhiên là có. Tàu Nao Ti Lúa quả là hết sức thích hợp với việc quan sát những kỳ quan đó. Thật là một chiếc tàu thông minh, vâng, thưa ngài, con tàu rất thông minh, dũng cảm và an toàn. Nó chẳng sợ gì bão táp thường hoành hành ở biển đỏ, cùng những luồng nước mạnh và những giải đá ngầm ở đây. Biển Đỏ được xem là một trong những vùng biển nguy hiểm nhất, và nếu tôi không lầm, thì từ thời cổ đại nó đã nổi tiếng chẳng lành. Thưa ngài, đúng vậy, những nhà sử học Hy Lạp và La Mã nhận xét về nó rất tiêu cực. Theo họ, vô số tàu thuyền đã bị đắm vì vấp phải những giải cát nổi và chẳng một thuyền trường nào dám cho tàu chạy ban đêm ở biển này. Rõ ràng là các nhà sử học đó không được đi tàu nao ti lúa. Tôi nói, tất nhiên, thuyền trưởng mỉm cười, song trong lĩnh vực đóng tàu những người đương thời với chúng ta cũng chẳng tiến xa hơn người cổ đại bao nhiêu. Phải mất mấy thế kỷ con người mới phát minh ra máy hơi nước. Chẳng biết 100 năm sau có xuất hiện được một chiếc nao ti lúa thứ hai không? Thuyền trưởng nói rất đúng, chiếc tàu của ngài tiến trước thời cổ đại cả một thế kỷ, nếu không nói là hàng thế kỷ. Thật đáng tiếc, phát minh này sẽ mất đi cùng với người sáng tạo ra nó. Nemo im lặng không trả lời, tôi nói tiếp thưa thuyền trưởng chắc ngài đã nghiên cứu rất kỹ biển này. Xin ngài cho biết vì sao lại gọi là biển đỏ, về vấn đề này có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng theo tôi, tên biển đỏ là từ chữ do thái, y đầm, mà ra. Người xưa căn cứ vào màu nước mà đặt tên cho biển này, nhưng tôi chẳng thấy nó có màu sắc gì đặc biệt cả. Nước ở đây cũng như nước những biển khác trong xanh mà chẳng đỏ chút nào. Đúng vậy, nhưng vào sâu trong vịnh, ngài sẽ thấy một hiện tượng lạ một lần ở vũng torr tôi được thấy nước biển tượng như trước mắt tôi là một hồ móng. vì sao lại có hiện tượng ấy có phải vì những loài tảo đỏ li ti không đúng vậy đó là kết quả bài tiết của một loài tảo rất nhỏ muốn phủ kín một mm vuông cần có bốn vạn đơn vị có thể ngài sẽ được quan sát hiện tượng đó khi tàu vào vũng torr thưa thuyền trưởng chắc không phải lần đầu ngài cho tàu nao ti lúa vào biển đỏ vâng không phải lần đầu Tiếc rằng tôi không thể cho ngài xem kênh Đào Suy Ê, nhưng ngày kia, khi tàu vào địa trung hải, ngài sẽ được thấy con đê dài ở Pô Ít. Vào địa trung hải ạ? À? Tôi sửng sốt. Vâng, giáo sư ngạc nhiên ạ? À? Vâng, tôi ngạc nhiên vì ngày kia chúng ta đã tới địa trung hải rồi. Đúng vậy, thưa thuyền trưởng, tôi ngạc nhiên thật. Mặc dù đi trên tàu Nao Ti Lúa thì chẳng nên ngạc nhiên về điều gì nữa. Nhưng giáo sư ngạc nhiên về điều gì vậy? tàu nao ti lúa phải chạy với tốc độ thế nào để có thể trong một ngày đưa chúng tôi vòng theo lục địa châu phi qua mũi hảo vọng rồi vào địa trung hải ai bảo ngài là chúng ta sẽ đi vòng châu phi qua mũi hảo vọng nếu tàu nao ti lúa không chạy trên cạn hay bay qua eo đất suy -ê? hay là chạy ngầm dưới eo đất đó dưới eo đất đó thưa ngài tất nhiên nemo bình thản trả lời thiên nhiên từ lâu đã tạo nên dưới eo ấy cái mà con người đang làm trên mặt đất sao chẳng lẽ lại có một lối đi ngầm Vâng, có một lối đi ngầm mà tôi gọi là đường ngầm Arabia. Nhưng LCA là do cát phủ sa bồi lên, ở trên là cát, nhưng ở dưới sâu 5 10m bắt đầu có lớp đá hoa cương rất rắn chắc. Ngài phát hiện ra con đường ngầm đó một cách ngẫu nhiên ạ? À? Tôi ngày càng sửng sốt, thưa giáo sư, vừa ngẫu nhiên, vừa có tính toán. Thưa thuyền trưởng, tôi nghe ngài nói mà không tin ở tay mình nữa. Đó là chuyện thường tình thôi. Đường ngầm đó chẳng những có thật mà còn dùng làm đường giao thông được. Tôi đã cho tàu chạy qua đó nhiều lần, nếu không thì tôi chẳng dám vào cái biển kín này làm gì. Thưa thuyền trưởng, có lẽ tôi hơi đường đột, nhưng xin hỏi ngài làm sao phát hiện ra con đường ngầm đó? Thưa giáo sư, giữa những người gắn bó với nhau mãi mãi thì có điều gì phải giữ kín nữa? Tôi làm ra vẻ không hiểu câu nói bóng gió ấy và chờ Nemo trả lời. Thưa giáo sư, Nemo giải thích tính tò mò của nhà tự nhiên học gợi ý cho tôi rằng ở dưới eo đất suy ê -e hẳn có một đường ngầm chưa ai biết tôi thấy biển đỏ và địa trung hải đều có những loài cá giống hệt nhau xác định được điều đó tôi tự hỏi liệu có một lối thông nhau giữa hai biển không nếu có thì vì mực nước ở biển đỏ cao hơn nên luồng nước sẽ bắt nguồn từ đó chứ không phải từ địa trung hải để kiểm tra xem có đúng không tôi bắt nhiều loài cá khác nhau ở vùng biển gần suy -e đeo vào đuôi mỗi con một chiếc vòng bằng đồng rồi thả xuống nước. Mấy tháng sau, ở bờ biển Syria, một số cá đeo vòng đó bị xa lưới. Lối đi ngầm giữa hai biển đã được chứng minh, tôi lao vào tìm lối đi đó rồi liều cho tàu chạy vào. Giáo sư sắp được đi qua đường ngầm Arabia của tôi đó. Chương 29, đường ngầm Arabia, ngày hôm đó tôi kể lại cho Công xây và Netland về cuộc nói chuyện giữa tôi và thuyền trưởng Nemo mà tôi chắc họ sẽ thích thú khi tôi nói hai ngày nữa tàu sẽ tới địa trung hải thì công xây vỗ tay còn nét nhún vai nói đường ngầm à đường nối liền hai biển à chưa nghe ai nói bao giờ anh bạn nét ơi công xây trả lời thế trước kia anh bạn có được nghe nói về tàu nao ti lúa không không thế mà nó vẫn tồn tại vậy anh đừng nhún vai làm chi vô ích và đừng viện cớ chưa nghe thấy ai nói mà phủ nhận tồn tại của sự vật được rồi xem nét lắc đầu phản đối mà nếu con đường ngầm mà Nemo nói là có thật thì còn gì bằng nữa. Cầu trời phù hộ cho Nemo đưa được chúng ta sang địa trung hải. Chiều tối hôm đó, tàu nao ti lúa nổi lên mặt nước gần bờ biển Arabia. Phía xa là thành phố Zidda, một trung tâm buôn bán quan trọng của nhiều nước như Ai Cập, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Một lát sau, bóng tối trùm lên thành phố và tàu nao ti lúa vội lặn xuống là nước lấp lánh như lân tinh. Hôm sau, mùng 10 tháng 2, xuất hiện những chiếc tàu chạy ngược chiều. Tàu Nao Ti Lúa lại lặn xuống, nhưng đến giữa trưa, lúc cần xác định tọa độ, biển vắng lặng, tàu lại nổi lên mặt nước. Tôi cùng nét và công xây lên bong, giải bờ biển ẩn hiện trong sương mù phía đông, chúng tôi đang tựa vào đáy xuồng và nói chuyện phiếm thì nét bỗng chỉ vào một chấm đen trên mặt biển rồi hỏi, giáo sư có nhìn thấy gì không, chẳng thấy gì cả, ông cũng biết mắt, tôi chẳng lấy gì làm tinh lắm. Giáo sư hãy nhìn kỹ xem, phía trước mặt chúng ta đấy, tôi chăm chú nhìn rồi nói, đúng là trên mặt biển có một vật gì đen và dài đang chuyển động, lại một tàu nao ti lúa nữa, công xây nói, đâu phải, nét phản đối, nếu tôi không lầm thì đó là một động vật, chẳng lẽ ở biển đỏ lại có cá voi, công xây hỏi, có, anh bạn ạ, à? tôi trả lời, thỉnh thoảng người ta cũng gặp cá voi ở vùng biển này, nhưng đây không phải là cá voi, nét vẫn không rời mắt khỏi chấm đen cá voi thì tôi quen thuộc lắm tôi nhận ra chúng từ xa chúng ta hãy kiên nhẫn công xây nói tàu đang chạy về phía đó chỉ một lát nữa ta sẽ biết nó là cái gì tàu còn cách vật đen đen đó một hải lý vật đó giống phần trên của một dải đá ngầm nhưng nó là cái gì thì tôi chưa thể xác định được công xây bỗng reo lên a à, bò nước một chú bò nước thực sự bò nước đúng là chúng ta đã gặp một con thuộc họ bò nước mà truyền thuyết đã biến thành một động vật biển hoang đường nửa cá nửa phụ nữ không phải bò nước đâu mà là một động vật khác thỉnh thoảng còn thấy ở biển đỏ đó là con đi gông thuộc họ bò nước nét len sẵn sàng chiến đấu mắt anh ta rực lửa anh thợ săn cá voi này đang đợi thời cơ để nhảy xuống biển quyết chiến với con vật anh ta nói giọng run run vì xúc động ải tôi chưa từng được đánh những con như thế này bao giờ Cả con người nét thể hiện trong câu nói đó. Vừa lúc ấy, thuyền trưởng Nemo lên bong. Ông ta nhìn thấy ngay con đi gông, thông cảm với sự xúc động của nét và hỏi anh ta. Nếu trong tay ông có súng thì có lẽ ông chẳng chịu để yên đâu nhỉ? Thưa thuyền trưởng đúng vậy, và có lẽ ông không từ chối nếu được trở lại làm thợ săn cá voi trong một ngày đâu nhỉ? Vâng, sao lại từ chối à? Thế thì được. Hãy cố gắng nhé. Xin cảm ơn thuyền trưởng. Mắt nét lên sáng ngời nhưng ông chưa bắn trượt nhé nếu trượt thì thiệt cho ông đó chẳng lẽ đi gông lại nguy hiểm đến thế cơ ạ à? tôi hỏi nemo mà chẳng chú ý tới nét đang nhún vai trong vài trường hợp nó khá nguy hiểm nemo trả lời đôi khi nó xông thẳng tới kẻ thù rồi lật úp thuyền nhưng ông nét thì chẳng có gì phải sợ nó vì có đôi mắt rất tinh và hai cánh tay vững chắc tôi chỉ mong ông đừng để nó thoát vì thịt nó rất ngon nemo vừa dứt lời thì bảy thủy thủ đã lặng lẽ lên bong một người mang chiếc lao buộc vào sợi dây, giống như loại lao vẫn dùng bắn cá voi. Họ tháo xuống rồi hạ xuống nước, sáu người chèo, một người cầm lái, nét, công dây và tôi ngồi ở phía sau, thuyền trưởng có cùng đi không ạ? À? Tôi hỏi, thưa ngài, không, xin chúc các ngài thành công, xuồng bơi về phía con đi gông đang ở cách chúng tôi hai hải lý. Khi còn cách mấy trăm mét thì xuồng đi chậm lại, nét len cầm lao đứng ở mũi, như ta đã biết, Lao săn cá voi thường được buộc dây rất dài và dễ tháo ra khi con cá lặn xuống sông. Nhưng ở đây sợi dây chỉ dài không quá 20 mét, đầu kia buộc vào một chiếc thùng rỗng để báo hiệu con cá bị thương đang nằm ở chỗ nào dưới biển. Tôi nhỏm dậy và chăm chú nhìn đối thủ của nét. Con đi gông này thật đồ sổ, nó dài ít nhất 7 mét và nằm im không nhúc nhích. Hình như nó đang ngủ, chiếc xuồng lặng lẽ tới cách con cá chừng 6 mét. Tôi bật dậy. Nét len hơi ngả người ra phía sau rồi phóng lao, lao bay vút đi, con đi gông biến mất, mũi lao này phóng đi rất mạnh nhưng rơi xuống nước, khổ quá, trượt rồi, nét phát điên, trượt đông, tôi nói, nó bị thương rồi, có vệt máu trên mặt nước kia. Con đi gông thỉnh thoảng lại nổi lên để thở, rõ ràng vết thương chưa làm nó kiệt sức, vì nó còn bơi rất nhanh. Chiếc xuồng lướt theo vết con cá đôi lúc chúng tôi đuổi gần kịp và nét đã chuẩn bị phóng lao nhưng nó lại lặn xuống ngay các bạn có thể hình dung được rằng nét đã cáu kỉnh giận dữ đến mức nào còn tôi thì thất vọng vì con đi gông đã phá vỡ mưu kế của chúng tôi chúng tôi rượt theo nó suốt một tiếng đồng hồ bỗng nó có ý định trả thù những người đuổi bắt nó quay lại và xông thẳng tới chiếc xuồng hành động của con đi gông không lọt qua mắt nét len anh ta hô lên coi chừng Người cầm lái nói mấy lời bằng thổ ngữ khó hiểu chắc là ra lệnh cho các thủy thủ khác cảnh giác. Tới cách xuồng chừng hơn 10 mét, con cá hít không khí vào qua hai lỗ mũi rất rộng rồi lại tiếp tục lao tới. Chúng tôi không kịp tránh đòn, chiếc xuồng tròng chành, nước ngụp vào, chúng tôi phải tắt ngay ra, nhưng nhờ sự khéo léo của người lái mà xuồng không bị lật úp, nét len phóng lao liên tiếp vào con vật khổng lồ nó bèn đội thuyền lên khỏi mặt biển tựa như con sư tử tung con dê lên trời. Chúng tôi xô vào nhau, tôi không biết sự thể sẽ diễn ra thế nào nếu như nét không phóng lao chúng tim con cá. Con đi gông lặn xuống nhưng chỉ một lát sau xác nó bị lật ngửa, nổi bềnh lên mặt biển. Chúng tôi liền lôi nó về tàu nao ti lúa. Con đi gông nặng 5 tấn, việc mổ cá được tiến hành dưới sự hướng dẫn của nét. Hôm ấy, người phục vụ dọn cho chúng tôi món cá đi gông được đầu bếp trên tàu nấu rất khéo. Theo tôi, cá này ăn ngon hơn thịt bò. Hôm sau, 11 tháng 2, tàu từ từ chạy vào vùng suy -e. Tôi thấy càng gần suy -e nước biển đỏ càng bớt mặn, tàu vượt qua El Goban rồi vào vịnh suy -e. Đến 6 giờ, tàu chạy ngang qua thành phố Torre nằm sâu trong vũng biển có sắc nước đo đỏ như thuyền trưởng Nemo đã quan sát. Đêm đã tới cảnh tịch mịch chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng kêu của bồ nông hay một loài chim đêm nào khác, bởi tiếng sóng vỗ bờ hay tiếng còi tàu phía xa. Từ 8 đến 9 giờ, tàu chạy dưới mặt biển chừng vài mét. Theo sự tính toán của tôi, tàu đang ở gần eo đất suy ê. Qua ô cửa phòng khách, tôi nhìn thấy chân các mỏm đá gần bờ được đèn pha trên tàu dọi sáng. Tôi cảm thấy eo biển hẹp dần lại. 9 giờ 15 phút, tàu nổi lên mặt nước tôi vội chạy lên bong vì nóng lòng muốn được vào ngay con đường ngầm của thuyền trưởng nemo tôi tranh thủ hít thở không khí trong lành ban đêm một lúc sau cách chúng tôi một hải lý có ánh lửa thấp thoáng sau làn sương đêm đó là hải đăng nổi có tiếng người nói sau lưng tôi tôi quay lại thì thấy thuyền trưởng nemo nói tiếp đó là hải đăng nổi suy ê e. chúng ta sắp tới cửa đường ngầm thưa thuyền trưởng có lẽ vào đường ngầm cũng không dễ tôi hỏi vâng tất nhiên không dễ vì vậy tôi phải lên phòng hoa tiêu để tự tay lái tàu. Và bây giờ xin mời giáo sư xuống phòng vì tàu sắp lặn và sẽ chỉ nổi lên khi vượt qua hết đường ngầm. Tôi đi theo thuyền trường, các ước cửa đóng lại, các bể chứa được bơm đầy nước, tàu lặn xuống sâu 10 mét. Tôi định về phòng riêng thì Nemo ngăn lại, giáo sư có muốn lên phòng hoa tiêu với tôi không? Thế thì còn gì bằng nữa à? Ta đi thôi, ở đó ngài sẽ được thấy tất cả những gì có thể thấy được trong chặng đường ngầm dưới biển và dưới mặt đất này. Phòng hoa tiêu của tàu nao ti lúa hình vuông mỗi bề gần 2 mét. Ở chính giữa là tay lái, xung quanh lắp kính cho phép người lái nhìn được cả bốn phía. Trong phòng tối om, nhưng một phút sau tôi nhận ra bóng người hoa tiêu hai tay đang cầm lái. Biển được chiếu đèn pha ở phía sau dọi sáng trưng. Nào, bây giờ ta hãy tìm cửa vào đường ngầm. Phòng hoa tiêu được nối với buồng lái bằng dây điện, giúp thuyền trường có thể vừa trực tiếp lái tàu, vừa điều khiển tốc độ của tàu. Nemo ấn nút, chân vịt liền quay chậm lại. Tôi lặng nhìn bức tường đá hoa cương dựng đứng, tàu chạy dọc bức tường đó suốt một tiếng đồng hồ. Thuyền trưởng Nemo không rời mắt khỏi chiếc địa bàn, theo hiệu của thuyền trưởng, người lái tàu thay đổi hướng, tàu chạy từng phút. Đúng 10 giờ 15 phút, thuyền trưởng bắt đầu đích thân cầm lái. Một hành lang rộng, sâu thẳm và ngoằn ngoèo đang hiện ra trước mắt chúng tôi. Tàu lúa dũng cảm đi vào dưới vòng cuốn tối đen của hành lang đó ở mạn tàu bên kia, có tiếng ảo ảo khác thường. Đó là nước biển đỏ đang theo đường ngầm đổ vào địa trung hải. Con tàu theo dòng nước lao đi như mũi tên, mặc dù máy móc trên tàu đã làm việc hết sức để giảm tốc độ bằng cách cho chân vịt quay ngược lại. Tim tôi đập thình thịch, bất giác tôi đưa tay lên ngực. Đến 10 giờ 35 phút, thuyền trưởng Nemo trao tay lái cho hoa tiêu rồi bảo tôi địa trung hải rồi đó. Tàu nao ti lúa bị nước cuốn qua LCA mất không đầy 20 phút. Chương 30, quần đảo Hy Lạp, dạng sáng hôm sau, 12 tháng 2, tàu nao ti lúa nổi lên mặt nước. Tôi chạy lên bong, ở chân trời phía nam, hiện lên hình dáng của thành phố Peludium cổ kính. Gần 7 giờ sáng nét len và công xây cũng lên bong, hai người bạn cố chi ngủ một mạch suốt đêm, chẳng quan tâm chút nào tới chiến công của tàu nao ti lúa cả. Thưa nhà tự nhiên học, nét hỏi tôi bằng một giọng hài hước, địa trung hải đâu ạ? À? chúng ta đang ở địa trung hải rồi đó ông bạn ạ à. cha cha thế là đêm qua đêm qua trong ít phút chúng ta đã vượt qua eo đất hiểm tôi không tin nét trả lời không tin sao được ông nét tôi phản đối bờ biển thấp ở phía nam kia là bờ biển ai cập đó nét vẫn bướng mình chưa tin tôi bảo nét ông hãy nghe tôi thuyền trưởng đã cho tôi vinh dự được lên phòng hoa tiêu xem con đường ngầm ông ta tự tay lái tàu qua cái hành lang hẹp đó nghe thấy chưa anh nét công xây hỏi ông nét ạ à, tôi nói tiếp mắt ông rất tinh ông có thể phân biệt một cách dễ dàng con đê chạy dài ra biển của cảng Sa ít nét chăm chú nhìn rồi nói giáo sư nói đúng con thuyền trưởng của ngài quả là tài năng kiệt xuất chúng ta đang ở địa trung hải thật bây giờ nếu có thể ta hãy bàn việc riêng một chút nhưng chớ để ai nghe trộm tôi hiểu rõ ý đồ của nét và nghĩ bụng dẫu sao cũng nên bàn bạc với anh ta vì anh ta muốn thế thế là ba chúng tôi ngồi xuống gần đèn pha tôi nói ông muốn nói gì thì nói đi ông nét tôi nghe đây thế này nhé chúng ta đang ở châu âu trước khi nemo có ý định cho tàu lặn xuống đáy biển bắc cực hay quay lại châu đại dương ta phải chuồn khỏi tàu này thú thực là cuộc thảo luận với nét về chuyện đó làm tôi lúng túng Tôi không hề muốn gò bó công xây và nét, nhưng cũng chẳng có chút nguyện vọng nào chia tay với thuyền trưởng Nemo. Nhờ Nemo, nhờ con tàu của Nemo mà hàng ngày tôi bổ sung cho mình biết bao kiến thức về hải dương học. Tôi viết lại cuốn sách của mình nói về những bí mật dưới đáy đại dương ở ngay trong lòng biển. Liệu tôi còn dịp được quan sát những kỳ quan ẩn giấu dưới đại dương không? Tất nhiên là không, tôi không thể chấp nhận ý nghĩ rằng phải rời khỏi tàu Nautilus lúa mà chưa hoàn thành công trình nghiên cứu biển của chúng tôi ông bạn nét ạ à? tôi nói ông hãy trả lời tôi một cách thẳng thắn nhé chẳng lẽ trên tàu nao ti lúa lại buồn sao ông ân hận rằng số phận đã đẩy ông đến với thuyền trưởng nemo à nét không trả lời ngay anh ta khoanh tay trước ngực rồi nói thực tình tôi chẳng ân hận gì về việc được làm một chuyến đi chơi ngầm dưới biển tôi sẽ nhớ lại chuyến đi này một cách thú vị nhưng cũng phải cho nó kết thúc chứ đấy ý kiến của tôi là như vậy nó sẽ kết thúc ông nét ạ à? kết thúc ở đâu và bao giờ, ở đâu thì tôi không biết, bao giờ, tôi không thể nói được, nhưng tôi nghĩ chuyến đi này sẽ kết thúc khi tất cả những vùng biển đã mở ra trước chúng ta mọi bí mật của mình. Ở đời này cái gì chẳng có kết thúc, tôi đồng ý với giáo sư, công xây nói, có lẽ sau khi đi khắp các biển trên trái đất, thuyền trưởng Nemo sẽ phóng thích tất cả ba người chúng ta. Phóng thích à, nét nói như quát, tống cổ đi thì đúng hơn, hãy khoan, ông nét, tôi nói chúng ta chẳng có gì phải sợ hãi thuyền trường. Tuy vậy tôi cũng không đồng ý với công xây nghĩ rằng Nemo sẽ cho phép chúng ta loan tin ra khắp thế giới về chiếc tàu Nautilus. Vậy ngài hy vọng vào cái gì? Nét hỏi, tôi hy vọng trong tương lai tình hình sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ, hay 6 tháng nữa cũng vậy thôi, phải không? Sao lại, cũng vậy thôi. Nét mỉa mai, xin giáo sư cho biết 6 tháng sau chúng ta sẽ ở đâu? Có thể là vẫn ở chỗ này, có thể là ở Trung Quốc ông cũng biết tàu nao ti lúa chạy rất nhanh nó vượt đại dương như én bay trên trời hay tàu nhanh chạy trên lục địa nó chẳng sợ gì các vùng biển châu âu ai dám cam đoan rằng nó sẽ không đến gần bờ biển nước pháp nước anh hay nước mỹ nơi mà những điều kiện chạy trốn sẽ còn thuận lợi hơn thưa ngài Aronnax, nét trả lời những lý lẽ của ngài ngược lại với lẽ phải ngài nói toàn chuyện tương lai chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ ở đó còn tôi thì nói chuyện hiện tại, chúng ta đang ở đây, phải lợi dụng ngay thời cơ này. Logic của nét làm lập trường của tôi nghiêm ngả. Tôi cảm thấy mình bị thua vì đối lý. Thưa giáo sư, nét nói tiếp, giả sử ngay bây giờ thuyền trưởng Nemo yêu cầu chúng ta rời khỏi tàu Nautilus. Ngài có chấp nhận yêu cầu đó không? Tôi không biết, nếu Nemo nói rằng sẽ không yêu cầu lần thứ hai nữa thì ngài tính sao? Tôi im lặng, anh công xây tính sao? công xây bình thản trả lời công xây thì không có ý kiến gì đối với anh ta thì thế nào cũng xong anh ta sống độc thân như chủ của anh ta như bạn của anh ta chẳng ai mong đợi anh ta ở quê hương cả rất tiếc là trong vấn đề tranh luận này không thể trông đợi gì ở anh ta được ở đây chỉ có hai bên là giáo sư và nét len thôi anh ta sẵn sàng đứng làm trọng tài tôi bất giác mỉm cười khi nghe những lời khôi hài của công xây còn nét trong thâm tâm chắc rất hài lòng vì đã loại ra được một đối thủ nét nói thưa giáo sư nếu công xây không tham gia cuộc tranh luận này thì chỉ có tôi và ngài giải quyết vấn đề này tôi đã nói hết ý kiến và ngài cũng đã nghe hết thế bây giờ ngài thấy thế nào đành phải có ý kiến dứt khoát vì tôi không chịu nổi sự quanh co ông bạn nét ạ tôi xin trả lời thế này ông nói đúng những lý lẽ của tôi không có trọng lượng bằng lý lẽ của ông thuyền trưởng nemo không bao giờ tự nguyện thả chúng ta không nên hy vọng gì vào điều đó vì bản năng tự vệ mà nemo sẽ không trả lại tự do cho chúng ta nhưng cũng chính vì bản năng tự vệ mà khi có thời cơ là ta phải rời bỏ tàu nao ti lúa ngay ngài nói thật là chí lý nhưng còn một điều nữa là phải đợi cơ hội thật thuận lợi đã hành động là phải thành công nếu thất bại là đi đứt nemo không bao giờ tha thứ cho ta đâu thưa giáo sư vâng nhưng ý kiến của ngài quá chung chung vấn đề là thế này nếu có thời cơ thuận lợi là phải chụp lấy ngay phải không ạ à? đồng ý bây giờ ông hãy nói rõ thế nào là thời cơ thuận lợi giả sử có một đêm nào đó tối trời tàu chạy gần bờ biển châu âu thời cơ thuận lợi là đó thế ông định bơi vào bờ à tất nhiên tôi sẽ gắng bơi nếu tàu chạy trên mặt biển còn nếu nó lặn xuống thì sao thì tôi sẽ cố chiếm cái xuồng tôi biết cách lấy nó rồi tên hoa tiêu trong phòng lái sẽ chẳng thấy ta chạy trốn đâu. Thế thì ông hãy đợi thời cơ, nhưng ông chớ quên rằng nếu thất bại là nguy đấy. Thưa ngài, tôi sẽ không quên, ông nét, bây giờ ông có muốn nghe ý kiến của tôi về kế hoạch của ông không? Xin giáo sư cứ nói, tôi nghĩ rằng tôi không nói là hy vọng rằng sẽ không có thời cơ thuận lợi như vậy đâu. Vì sao? Vì thuyền trưởng Nemo nhìn sự việc rất tỉnh táo và tất nhiên sẽ đề phòng chúng ta, đặc biệt là khi gần bờ biển châu Âu tôi tán thành ý kiến của giáo sư công xây nói rồi xem nét lắc đầu ông nét ạ à, tôi nói thêm chúng ta kết thúc câu chuyện này ở đây tuyệt đối không nên nói gì nữa hôm nào ông định chạy trốn thì báo trước cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ theo ông tôi hoàn toàn trông cậy vào ông thế là kết thúc câu chuyện giữa bà chúng tôi câu chuyện gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng sau này thật đau buồn cho nét những sự kiện xảy ra đã khẳng định ý kiến của tôi là đúng chẳng biết vì Nemo không tin chúng tôi hay vì ông ta tránh gặp các tàu thuyền ở địa trung hải mà tàu nao ti lúa phần lớn chạy ngầm dưới nước và cách xa bờ. Đôi khi tàu chỉ hơi nhô khỏi mặt nước, nhưng thường là lặn xuống khá sâu. Giữa quần đảo Hy Lạp và Tiểu Á, tàu lặn xuống 2.000 mét mà chưa chạm đáy. Tối hôm sau, 14 tháng 2, gặp thuyền trưởng Nemo ở phòng khách, tôi cảm thấy ông ta có nhiều điều tư lự không vui. Trái với lệ thường nemo ra lệnh mở rộng cả hai ô cửa sổ rồi vừa đi đi lại lại giữa hai ô cửa đó vừa chăm chú nhìn vào khoảng nước mênh mông việc làm đó có ý nghĩa gì thôi mặc ông ta tôi quay ra nghiên cứu các loài cá đang tung tăng ngoài ô cửa tôi đang ngắm nhìn không chán mắt những kỳ quan của đáy biển thì một hiện tượng bỗng làm tôi giật mình có một người một người thợ lặn xuất hiện lưng đeo túi ra đó không phải là một cái xác không hồn trôi theo dòng nước mà là một người còn sống đang bơi bằng đôi tay rất khỏe thỉnh thoảng anh ta ngoi lên mặt nước để thờ rồi lại lặn xuống tôi quay về phía thuyền trưởng nemo và kêu lên xúc động có người sắp chết đuối phải cứu ngay phải cứu bằng mọi giá nemo chạy bồ tới ô cửa người đó bơi lại áp mặt vào tấm kính và nhìn chúng tôi tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy nemo lấy tay ra hiệu cho người đó người đó gật đầu trả lời rồi ngoi lên đi mất. Giáo sư đừng lo, Nemo nói, đó là anh Nicola ở mũi biển Matapan, biệt hiệu là cá. Anh ta nổi tiếng khắp vùng đảo ấy về tài bơi lặn. Nicola sống dưới nước nhiều hơn trên cạn. Anh ta thường bơi từ đảo này sang đảo khác. Thuyền trưởng biết anh ta hả? Sao tôi lại không biết? Nói đoạn, Nemo bước tới chiếc tủ kê bên trái ô cửa. Gần tủ là một cái hòm bịt sắt trên nắp có tấm biển nhỏ bằng đồng ghi phương châm của tàu Nautilus, Mobula in Mobile không đếm xỉa đến sự có mặt của tôi, Nemo mở tủ trong chứa đầy vàng thoi. Thứ kim loại quý đó lấy từ đâu ra? Và sao nhiều vậy? Nemo định dùng vàng để làm gì? Tôi chẳng nói một lời và chố mắt nhìn, Nemo lấy từng thoi vàng ra rồi xếp ngay ngắn vào hòm tới khi đầy ắp. Theo tôi, số vàng ấy phải nặng hơn một tấn, nói cách khác là bằng khoảng 5 triệu franc. Nemo đậy nắp hòm lại rồi viết địa chỉ hình như bằng tiếng Hy Lạp lên trên. Sau đó, Nemo ấn nút điện có dây chạy xuống phòng thủy thủ. Bốn thủy thủ chạy tới và khá vất vả mới khiêng được hòm ra khỏi phòng khách. Thuyền trưởng quay lại hỏi tôi, "Giáo sư nói gì vậy?" "Thưa thuyền trưởng, tôi chẳng nói gì, thế thì xin chúc ngài ngủ ngon." Nói xong, Nemo bước ra khỏi phòng khách. Tôi quay về phòng riêng và cố gắng ngủ. Tôi rất thắc mắc về thái độ của thuyền trưởng giữa sự xuất hiện của người thợ lặn và cái hòm chứa đầy vàng có mối quan hệ gì? Một lúc sau, tàu nao ti lúa từ lớp nước sâu nổi lên mặt biển. Tôi thấy tiếng chân lịch kịch trên băng, người ta đang tháo xuồng ra và hạ xuống nước, chiếc xuồng khẽ chạm vào thân tàu, sau đó im lặng hẳn, hai tiếng đồng hồ trôi qua, lại có tiếng chân thình thịch trên băng tàu, xuồng được kéo lên, tàu lại lặn, thế là vàng đã được đưa tới địa chỉ, nhưng cụ thể là tới nơi nào trên lục địa này. Ai là người liên lạc của thuyền trưởng Nemo? Hôm sau, tôi trao đổi cảm tưởng đêm vừa rồi với công xây và nét. Họ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Nemo lấy ở đâu ra nhiều vàng như vậy? Nét hỏi, biết trả lời thế nào? N sáng xong, tôi đến phòng khách làm việc. Tôi soạn lại những ghi chép của mình đến 5 giờ. Tôi bỗng thấy nóng bức nên bỏ áo ngoài ra. Sao nóng thế này? Tàu đã cách xa vùng nhiệt đới và đang chạy dưới biển sâu, nơi nhiệt độ thấp đồng hồ chỉ độ sâu 18 mét dưới mặt biển. Ở độ sâu ấy, dù áp lực nước có tăng cũng chẳng có tác động gì. Tôi tiếp tục làm việc, nhưng nhiệt độ xung quanh tăng lên một cách đáng sợ. Tôi nghĩ bùng hay là tàu bị cháy, tôi đang định ra khỏi phòng khách thì thuyền trưởng Nemo xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta bước tới chỗ đặt nhiệt kế, nhìn cột thủy ngân rồi bảo tôi, 42 độ, vâng, nóng quá, tôi trả lời. Nếu nhiệt độ còn tăng lên nữa thì chúng ta sẽ bị chín như da. Thưa giáo sư, nếu ta không muốn thì nhiệt độ sẽ không tăng nữa. Ngài có khả năng điều khiển cả nhiệt độ nữa à? Không phải, nhưng tôi có thể ra khỏi cái lò lửa này. Đây là nhiệt độ của môi trường bên ngoài ạ? À? Tất nhiên, tàu đang chạy trong nước sôi, sao lại thế được? Tôi sửng sốt, giáo sư hãy xem đây. Ả à, cửa ngoài mở ra khiến tôi trông thấy những ngọn sóng trắng xóa nổi lên quanh tàu từng đám hơi lưu huỳnh lan ra trong nước sôi sùng sục như trong trào. Tôi vừa chạm tay vào ô kính thì phải rụt ngay lại vì nó nóng rẫy. Chúng ta đang ở đâu vậy? Tôi hỏi, đang ở quần đảo Santorin, Nemo trả lời. Tôi muốn để ngài xem núi lửa ngầm. Đó là một hiện tượng kỳ lạ. Tôi tưởng quá trình hình thành những đảo mới đã chấm dứt rồi. Trong lĩnh vực núi lửa thì quá trình hình thành đó không bao giờ chấm dứt. Ngọn lửa trong lòng đất hoạt động liên tục nếu ở thái bình dương san hô có thể tạo nên các lục địa thì ở vùng biển này núi lửa cũng đóng vai trò như vậy ngài hãy nhìn xem hoạt động đó ở dưới biển sâu sôi nổi như thế nào tôi bước tới ô cửa tàu nao ti lúa đứng tại chỗ không khí nóng bức khôn tả nước từ màu trắng đã chuyển thành màu đỏ dù cửa đóng rất kín hơi lưu huỳnh ngột ngạt vẫn lọt vào phòng khách và ô ngoài cửa thỉnh thoảng lại bùng lên những ngọn lửa đỏ rực làm mờ cả ánh sáng của chiếc đèn pha người tôi đẫm mồ hôi và thiếu không khí để thở. Tôi cảm thấy sắp bị chín như, nên bảo Nemo ta không nên ở lâu trong cái chảo nước sôi này làm gì. Vâng, ở mãi đây cũng nguy hiểm, Nemo bình thản trả lời. Theo lệnh Nemo, tàu nao ti lúa chạy ngay ra khỏi vùng nước đó. 15 phút sau, tàu nổi lên mặt biển, chúng tôi được thở hít không khí trong lành một cách thỏa thích. Tôi nghĩ bùng, nếu nét chọn vùng biển lửa vừa rồi làm nơi bỏ trốn thì chúng tôi chẳng còn ai sống sót. Hôm sau, 16 tháng 2, tàu Nao Ti Lúa vòng qua mũi Matapan rồi ra khơi, từ biệt quần đảo Hy Lạp. chương 31, 48 giờ qua địa Trung Hải, nước địa Trung Hải xanh biếc, bờ biển chìm trong những vườn cam, vườn cây lô hội cây xương rồng, cây thông. Không khí địa Trung Hải trong lành, nơi đây, trên bờ biển này, ở vùng nước này với khí hậu tốt nhất thế giới này, con người có thêm sức mạnh mới. Nhưng dù địa trung hải đẹp đến đâu, tôi cũng chỉ nhìn biển nước rộng 2 triệu km vuông một cách thoáng qua. Thậm chí tôi không thể hỏi han gì thuyền trưởng Nemo vì suốt chặng đường vượt địa trung hải chớp ngoáng ấy, Nemo không xuất hiện lần nào. Tôi đoán rằng tàu Nautilus đã chạy ngầm dưới biển đó chừng 600 dặm trong hai ngày hai đêm. Chúng tôi rời bờ biển Hy Lạp ngày 16 tháng 2 thì rạng sáng 18 tháng 2 đã qua El Gibraltar. Tôi biết thuyền trưởng Nemo chẳng thích gì địa trung hải bốn bề là những vùng đất mà Nemo đã từ bỏ. Sóng nước địa trung hải trong xanh, những làn gió biển thổi nhẹ đã gợi lên trong lòng Nemo quá nhiều kỷ niệm, nếu không phải là quá nhiều thương tiếc. Nơi đây chẳng có cái tự do lựa chọn đường đi, cái độc lập hoàn toàn mà Nemo đã có ngoài đại dương, giống như tàu Nautilus Nemo cảm thấy tủ túng trong khoảng không gian hạn chế giữa bờ biển châu Phi và châu Âu. Tàu chạy 25 hải lý một giờ. Ned Land tuy rất chán ngán nhưng cũng phải từ bỏ ý định bỏ trốn lúc này. Tàu chạy nhanh từ 12 đến 13 mét giây, không cho phép sử dụng xuồng. Trong điều kiện đó mà chạy trốn thì cũng liều lĩnh như nhảy ra khỏi xe lửa đang phóng nhanh. Hơn nữa, tàu chỉ nổi lên mặt biển ban đêm để dự trữ không khí, thời gian còn lại thì chạy ngầm theo địa bàn thế là địa trung hải đã lướt qua mắt tôi như phong cảnh bên đường lướt qua mắt hành khách tàu nhanh tôi chỉ nhìn thấy những chân trời xa còn tất cả những vật gần hơn thì chẳng rõ lắm tuy vậy tôi và công xây cũng quan sát được một số cá địa trung hải có vây rất khỏe giúp chúng có thể bơi kịp tàu nao ti lúa trong một thời gian ngắn chúng tôi ngồi bên ô cửa sổ phòng khách hồi lâu những nhận xét sơ bộ cho phép chúng tôi có cái nhìn tổng quát về động vật và thực vật của địa trung hải Đêm 16 dạng ngày 17 tháng 2 tàu vào bồn thứ hai của địa Trung Hải, nơi sâu nhất là 3.000 mét. Tàu ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển và xuống tới những lớp nước sâu nhất. Dưới đó, thay thế những kỳ quan của thiên nhiên, trước mắt tôi hiện ra những cảnh tượng thương tâm và khủng khiếp. Chúng tôi đang ở khu vực đã xảy ra bao nạn đám tàu. Biết bao thuyền bè đã biệt tâm giữa bờ biển Algeria và Provence. So với Thái Bình Dương bao la thì địa trung hải chỉ là một cái hồ, nhưng đỏng đành khó tính và hay đánh lừa con người. Trong cuộc dạo chơi chớp nhoáng ở các lớp nước sâu này, tôi đã thấy biết bao khung tàu bị đắm nằm dưới đáy biển. Tất cả những tàu thuyền đó đã bị đắm khi va phải đá ngầm. Một số chìm xuống theo chiều thẳng đứng, còn nguyên cả cột và dây buồm, tựa như đã hóa đá trong nước biển mặn khi tàu nao ti lúa dọi đèn pha vào chúng thì trên cột buồm hình như có một lá cờ sắp được kéo lên và chúng sắp bắn súng trao. Nhưng ở khu vực đầy tai ương này thì chỉ có sự im lặng và chết chóc. Tôi nhận thấy tàu nao ti lúa càng tiến gần El Gibraltar thì càng gặp nhiều xác tàu đắng. Bờ biển châu Phi và bờ biển châu Âu càng gần lại nhau thì tàu bè càng hay đâm vào nhau. Cảnh tượng thật khủng khiếp, biết bao người đã thiệt mạng trong những vụ đắm tàu này sóng nước đã cuốn đi biết bao sinh mệnh. Chẳng biết có một thủy thủ nào sống sót để kể lại những trường hợp rủi ro này không? Hay biển cả tới nay vẫn giữ kín trong lòng những bí mật đáng sợ? Tàu Nao Ti Lúa vẫn lạnh lùng lướt qua cảnh hoang tàn, và khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 2, chúng tôi tới cửa El Gibraltar. Lợi dụng dòng nước thuận, tàu lướt nhanh qua eo biển hẹp đó. Mấy phút sau, chúng tôi đã cưỡi trên những lớp sóng Đại Tây Dương. chương 32 Vũng biển Vigo, Đại Tây Dương, đó là một đại dương mênh mông, diện tích 25 triệu hải lý vuông, dài 9.000 hải lý, rộng trung bình 2.700 hải lý. Đại Tây Dương bao la như vậy, nhưng thời cổ đại hầu như không được nghiên cứu. Nhiều con sông lớn nhất thế giới đổ vào đại dương này. Biết bao tàu thuyền mang cờ tất cả các nước chạy dọc đại dương này. Sau khi đã vượt khoảng một vạn dặm trong ba tháng rưỡi, tàu lúa bắt đầu rẽ sóng đại Tây Dương nói một cách hình tượng nó đã đi được một chặng đường dài hơn xích đạo bây giờ tàu chạy đi đông tương lai sẽ ra sao qua el gibraltar tàu chạy ra khơi và lại nổi lên mặt biển những cuộc dạo chơi trên bong lại tiếp tục tôi trèo lên bong để hóng mát nét len và công xây theo tôi ngọn gió nam nổi lên khá mạnh biển động tàu bắt đầu bị lắc nước biển mặn sủi bọt bắn tung tóe lên chúng tôi chúng tôi vội lui xuống tuy vậy vẫn kịp thở hết chút không khí trong lành tôi về phòng riêng công xây cũng về phòng mình nhưng nét thì không biết có điều gì băn khoăn nên đi theo tôi chặng đường qua địa trung hải diễn ra quá nhanh đã phá tan mọi kế hoạch của nét và anh ta cũng chẳng giấu giếm nỗi thất vọng của mình cánh cửa phòng vừa đóng vào nét đã ngồi xuống và lặng lẽ nhìn tôi tôi nói ông nét tôi hiểu ông nhưng ông không thể tự trách mình được điều gì tàu nao ti lúa đi nhanh như tên bắn mà nghĩ đến việc chạy trốn chỉ là một sự điên rồ nét im lặng đôi mắt anh ta mím chặt lông mày nhíu lại chứng tỏ anh ta đang tập trung vào một ý nghĩ tôi nói tiếp ông nét ông hãy nghe tôi chớ vội buồn nản chúng ta đang đi dọc bờ biển bồ đào nha gần nước pháp và nước anh là nơi dễ tìm chỗ lẩn tránh nếu ra khỏi el ta mà tàu chạy về hướng nam ra khơi thì ông lo ngại là đúng nhưng chúng ta biết thuyền trưởng Nemo không lảng tránh miền biển châu Âu. Vì vậy, tôi không nghi ngờ gì rằng mấy ngày nữa điều kiện sẽ thuận lợi hơn. Khi đó, Ned lên lại nhìn tôi chăm chú hơn và cuối cùng bật ra: ngay tối hôm nay, tôi giật mình, thú thực, đề nghị đó của Ned rất đột ngột đối với tôi. Tôi muốn trả lời Ned nhưng chưa biết nói thế nào. Ned nói tiếp: chúng ta đã quy ước với nhau chờ đợi thời cơ thuận lợi. Bây giờ thời cơ đã tới. Tối nay tàu sẽ cách bờ biển Tây Ban Nha mấy hải lý. Sẽ không có trăng, gió thổi từ biển vào đất liền. Ngài Aronac, ngài đã hứa hẹn, tôi trông chờ ở ngài. Tôi im lặng, nét đứng dậy và đi đến chỗ tôi. 9 giờ tối hôm nay, nét nói, công xây đã được báo trước rồi. Vào giờ đó, Nemo sẽ ở phòng riêng và chắc sẽ đi ngủ. Bọn thủy thủ, bọn thợ máy chắc sẽ không nhìn thấy chúng ta. Tôi và công xây sẽ lẻn ra cầu thang giữa còn giáo sư thì hãy đến thư viện chờ ám hiệu của tôi. Trèo, cột buồm và buồm đã có sẵn trong xuồng, tôi đã giấu vào đó một số lương thực, tất cả đã sẵn sàng, xin hẹn giáo sư đến tối. Biển động, ông nét ạ, à, tôi nói, tôi đồng ý với ngài, nhưng cũng phải liều thôi, và lại, chiếc xuồng khá vững chắc, xuôi gió mà trèo mấy hải lý cũng chẳng vất vả gì lắm. Nếu mọi việc trôi chảy thì khoảng 10 đến 11 giờ đêm nay ta sẽ đổ bộ lên một nơi nào đó ở biển, hoặc là chúng ta sẽ đi đứt cả. Thôi, xin hẹn ngài đến tối, nói đoạn, nét đi ra, để tôi ngồi lại trong tâm trạng rối bời. Trước kia, tôi tự an ủi mình bằng hy vọng rằng còn khá lâu mới có được cơ hội thuận lợi, tôi sẽ có đủ thì giờ để suy nghĩ kỹ và cân nhắc tình hình. Nhưng anh bạn Nét đã không cho tôi thời gian, tôi có thể nói gì với anh ta? Nét đã xử sự rất đúng, cơ hội đến, anh ta chộp lấy ngay tôi có thể không giữ lời hứa và dám vì tâm trạng riêng của mình mà gánh lấy trách nhiệm về số phận của hai người cùng đi không đúng lúc đó một tiếng rít khá mạnh báo hiệu nước đang vào các bể chứa và tàu nao ti lúa đang lặn xuống đại tây dương tôi không ra khỏi phòng tôi chẳng muốn gặp thuyền trưởng nemo vì sợ để lộ ra nỗi lo lắng của mình suốt một ngày mệt mỏi phân vân giữa nguyện vọng muốn phát ra tự do và sự luyến tiếc vì phải chia tay với tàu nao ti lúa mà chưa hoàn thành việc nghiên cứu đáy biển sao tôi có thể rời bỏ đại tây dương đại tây dương của tôi như tôi thích gọi mà chưa được tận mắt thấy đáy biển sâu kín chưa khám phá ra những bí mật của nó như ở ấn độ dương và thái bình dương cuốn tiểu thuyết rơi khỏi tay tôi thời gian trôi qua nặng nề làm sao khi thì tôi mơ thấy mình đã thoát khỏi vòng nguy hiểm đang vững bước trên mặt đất cạnh công xây và nét khi thì tôi lại rất cầu mong cho một chuyện gì đó bất ngờ xảy ra ngăn trở không cho nét len thực hiện ý đồ của mình Tôi ra khỏi phòng khách hai lần, tôi muốn dùng địa bàn kiểm tra xem tàu đang chạy gần bờ biển Bồ Đào Nha hay đã cách xa. Không, chúng tôi vẫn ở vùng biển Bồ Đào Nha. Tàu vẫn hướng về phía bắc, chạy dọc bờ biển, đành phải phục tùng yêu cầu của nét và chuẩn bị chạy trốn. Hành lý của tôi chẳng có gì ngoài những tài liệu ghi chép. Còn thuyền trưởng Nemo thì sao? Ông ta sẽ xử sự thế nào trước hành động của chúng tôi? Cuộc chạy trốn của chúng tôi có thể sẽ làm hại ông ta đến mức nào? Neo sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào nếu âm mưu này thất bại nhỉ? Ông ta đã làm tôi bất mãn ư? Trái lại, ông ta đã tỏ ra rất ân cần mến khách. Nemo không thể kết tội tôi là vô ơn vì đã bỏ trốn. Tôi có hứa hẹn gì với ông ta đâu. Nemo biết chúng tôi bị trói buộc với ông ta chẳng phải vì những lời hứa mà vì hoàn cảnh. Tôi không gặp Nemo từ khi thăm đảo Santorin. Chẳng biết trước khi chạy trốn, chúng tôi có tình cờ gặp nhau không? tôi vừa muốn gặp nemo vừa sợ phải gặp tôi lắng nghe xem có tiếng chân bước trong phòng bên không tại tôi chẳng thấy một tiếng động nhỏ nào trong phòng chắc không có ai tôi chợt nghĩ chẳng biết người thuyền trưởng bí hiểm này có mặt trên tàu không từ cái đêm chiếc xuồng rời tàu nao ti lúa đi làm một việc gì đó tôi nhìn nemo hơi khác trước một chút tôi biết mặc dù có tuyên bố này nọ nemo vẫn duy trì một mối quan hệ nào đó với mặt đất và có phải không bao giờ Nemo rời khỏi tàu Nautilus không? Ông ta đã chẳng từng vắng mặt hàng tuần lễ là gì? Ông ta làm gì trong thời gian ấy? Tôi tưởng Nemo mang nặng tư tưởng chán đời, nhưng biết đâu ông ta chẳng đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật mà tôi không hiểu nổi. Những ý nghĩ ấy và hàng ngàn ý kiến khác nhau dây dứt tôi. Tình huống đặc biệt này để ra biết bao giả thiết, tôi băn khoăn lo lắng vô cùng, những giờ phút chờ đợi dài dằng dặc, theo lệ thường bữa tối được đưa vào phòng, tôi chỉ ăn qua quýt cho xong chuyện và đứng dậy khỏi bàn lúc 7 giờ. Chỉ còn 120 phút nữa tôi đếm từng phút là đến lúc tôi phải hành động theo nét len. Tôi ngày càng bồn chồn, mạch đập thình thịch, tôi không ngồi yên được nữa mà cứ đi đi lại lại trong phòng, hy vọng như vậy sẽ xua tan được nỗi lo âu. Tôi ít băn khoăn về ý nghĩ rằng mình có thể chết, nhưng tim tôi thắt lại khi nghĩ đến kế hoạch chạy trốn sẽ bị lộ trước khi thực hiện, rồi tôi sẽ phải đứng trước mặt thuyền trưởng nemo lúc đó nổi giận điên cuồng thậm chí đau buồn vì hành động phản phúc của tôi tôi muốn nhìn vào phòng khách lần cuối cùng tôi theo hành lang hẹp vào phòng bảo tàng nơi tôi đã có biết bao giờ phút thú vị và bổ ích tôi nhìn tất cả những vật báu ấy như một người nhìn những chốn thân yêu trước khi phải rời bỏ đi mãi mãi tôi nói lời vĩnh biệt với tất cả những tác phẩm nghệ thuật tất cả những hiện vật diệu kỳ của thiên nhiên đang được giữ kín ở đó tôi muốn nhìn lần cuối là nước Đại Tây Dương, nhưng ô cửa đóng kín, che khuất mất đại dương mà tôi chưa được nghiên cứu. Khi bách bộ trong phòng khách, tôi bước tới cánh cửa bí mật dẫn sang phòng thuyền trường. Tôi rất ngạc nhiên thấy cửa hé mở, tôi bất giác lùi lại một bước, nếu Nemo có mặt trong phòng thì ông ta sẽ thấy tôi. Nhưng xung quanh im lặng như tờ, tôi bước tới gần hơn, trong phòng chẳng có ai, tôi đẩy cửa, nhìn quanh rồi bước vào đồ đạc trong phòng vẫn khắc khổ như phòng thầy tu, cái đập vào mắt tôi là mấy bức chân dung lần trước tôi không để ý nên không thấy. Đó là chân dung những nhân vật lịch sử nổi tiếng đã hiến thân cho tư tưởng cao đẹp của chủ nghĩa nhân đạo, Kotschutsko người anh hùng đã đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng Ba Lan, O. Oh. Conan chiến sĩ đấu tranh cho độc lập của Ireland, Washington người sáng lập ra hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Manin nhà yêu nước người Ý, Lincoln tổng thống Mỹ, bị một tên chủ nô sát hại và cuối cùng là John Brown người đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng những người nô lệ da đen. Bức tranh khủng khiếp vẽ John Brown bị treo cổ do chính tay Victor Hugo vẽ bằng bút chì. Giữa thuyền trưởng Nemo và những người anh hùng này có thể có quan hệ gì? Chẳng biết những bức chân dung đó có hé mở ra bí mật của đời Nemo không? Phải chăng Nemo là người bảo vệ những dân tộc bị áp bức, là người giải phóng các bộ lạc bị bắt làm nô lệ? hay ông ta là một trong những người anh hùng của cuộc nội chiến giữa các bang miền Bắc và miền Nam nước Mỹ. Đồng hồ điểm 8 giờ, tiếng chuông đầu tiên cắt ngang những suy tưởng của tôi. Tôi dùng mình, tựa như bị một con mắt nào đó nhìn thấu những ước vọng bí mật của mình. Tôi liền chạy ra khỏi phòng Nemo, đến phòng khách, tôi đưa mắt nhìn địa bàn lần cuối. Kim địa bàn chỉ hướng Bắc, tàu đang chạy ở tốc độ vừa phải dưới độ sâu khoảng 20 mét. Đây là những điều kiện thuận lợi để thực hiện ý đồ của Netland. Tôi trở về phòng, mặc quần áo ấm rồi ngồi đợi. Trên tàu hoàn toàn im lặng, chỉ có thân tàu hơi rung rung vì chân vịt quay nhanh. Tôi cố gắng nghe xem trong khoảng tịch mịch đó có tiếng kêu của Ned nếu anh ta bị tóm cổ không. Tình trạng bồn chồn khủng khiếp đó hành hạ tôi quá chừng. Tôi cố lấy lại tự chủ nhưng vô hiệu. Gần 9 giờ tôi áp tai vào cửa phòng thuyền trường. Hoàn toàn yên lặng tôi lại sang phòng khách vẫn chìm trong bóng tối và không một bóng người tôi mở cửa vào thư viện ở đây cũng tối om và vắng lặng như vậy tôi ngồi xuống gần cánh cửa thông sang cầu thang giữa và chờ ám hiệu của nét lúc đó thân tàu bỗng rung nhẹ hẳn đi rồi hoàn toàn không rung nữa sự thay đổi có ý nghĩa gì tàu đỗ lại sẽ là thuận lợi hay khó khăn cho kế hoạch của nét ai biết được tôi bỗng cảm thấy một va chạm nhẹ tôi hiểu đó là tàu đã lặn xuống đáy biển nỗi lo lắng của tôi tăng lên chẳng có ám hiệu gì của nét cả tôi muốn chạy ngay đến chỗ nét để xin anh ta hoãn cuộc chạy trốn đến lần khác vì tôi cảm thấy trên chặng đường này đang diễn ra những điều kiện không bình thường nhưng cửa phòng khách bỗng mở ra thuyền trưởng nemo xuất hiện thấy tôi ông ta nói ngay không có màu đầu a à, giáo sư giọng nemo rất đáng mến tôi tìm ngài mãi ngài có biết lịch sử tây ban nha không nếu nemo hỏi tôi có biết lịch sử nước pháp không thì trong lúc tâm trạng rối bời này, tôi cũng chẳng trả lời được. Thế nào, giáo sư có nghe thấy tôi hỏi không? Ngài biết lịch sử Tây Ban Nha chứ? Tôi biết ít lắm à? Nếu vậy thì mời ngài ngồi xuống. Tôi sẽ kể ngài nghe một mẩu chuyện kỳ thú trong lịch sử Tây Ban Nha. Nê Minh nằm dài trên đi văng, còn tôi thì ngồi xuống cạnh ông ta. Xung quanh tranh tối tranh sáng, xin giáo sư hãy lắng nghe. Đối với ngài, Trường hợp này không phải là không lý thú vì ngài sẽ tìm thấy ở đây lời giải đáp cho câu hỏi mà chắc ngài chưa tìm thấy câu trả lời. Vâng, tôi đang nghe, tôi nói, nhưng chưa biết Nemo sẽ dẫn dắt tới đâu. Tôi tự hỏi, câu chuyện này có liên quan gì đến việc chạy trốn của mình không? Thưa giáo sư, nếu ngài cho phép, chúng ta sẽ lui về quá khứ một chút. Năm ấy là năm 1702 chắc ngài còn nhớ năm đó vua lui 14 quá kiêu ngạo cho rằng chỉ phải tay một cái là cả dãy núi Pyrenees sẽ sụp đổ, nên đã đặt cháu mình lên ngôi vua Tây Ban Nha. Chàng hoàng tử ngớ ngẩn vừa lên ngôi lấy hiệu là Philip thứ năm, đã phải đương đầu với những kẻ thù mạnh bên ngoài. Cần nói rằng trước đó một năm, các triều đình Hà Lan, Áo và Anh đã ký kết lập một liên minh có mục đích lật đổ ngôi vua Tây Ban Nha của Philip thứ năm và trao cho một vương công nào đó mà họ gọi trước là Sackler thứ ba. Tây Ban Nha phải chống lại liên minh đó nhưng họ hầu như không có quân đội. Tuy vậy, họ lại có vô số vàng bạc lấy được ở châu Mỹ và rất cần cho các tàu chở châu báu đó cập được các bến cảng Tây Ban Nha. Cuối năm 1702, một đoàn tàu chở vàng bạc có 23 tàu thuộc hạm đội Pháp dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Sato Jono đang tiến về Tây Ban Nha. Sở dĩ phải hộ tống là vì ở Đại Tây Dương đang có hạm đội của liên quân Hà Lan áo Anh. Lẽ ra đoàn tàu chở vàng bạc phải đến cảng Cadiz, nhưng Đô đốc Sato Jono biết là ở vùng biển đó có tàu chiến Anh nên quyết định cho đoàn tàu vào một cảng nào đó của Pháp các thuyền trưởng tàu Tây Ban Nha nếu không cập bến Cadiz thì phải vào vũng biển Vigo ở Tây Bắc bờ biển Tây Ban Nha, nơi chưa bị hạm đội đồng minh phong tỏa. Đồ đốc Sato Zeno nhu nhược nghe theo yêu sách của các thuyền trưởng Tây Ban Nha. Thế là đoàn tàu vào vũng Vigo, chẳng may Vigo là vũng biển hở, không tiện cho việc phòng thủ. Đúng ra phải tranh thủ bốc rỡ hàng trước khi tàu đồng minh đến. Thời gian có đủ để làm việc ấy nhưng vì một cớ rất nhỏ mọn mà xảy ra một vụ tranh chấp ngài có theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự việc tôi đang kể không? Nemo hỏi tôi, thưa có, tôi vẫn lắng nghe đấy ạ. À? Tôi trả lời, nhưng vẫn không hiểu Nemo kể cho nghe bài học lịch sử ấy làm gì. Tôi kể tiếp nhé, bọn lái buôn ở Cadiz vẫn có đặc quyền nhận tất cả các hàng từ West India tới. Vì vậy, dỡ hàng xuống cảng Vigo là vi phạm đặc quyền ấy của họ. Họ liền về Madrid kiện vua Philip thứ năm nhu nhược bèn ra lệnh giữ nguyên đoàn tàu ở Vigo cho tới khi hạm đội địch rút khỏi vùng biển Cadiz. Kiện cáo chưa xong thì ngày 29 tháng 10 năm 1702, tàu chiến Anh tiến vào vùng Vigo. Mặc dù bị lực lượng địch áp đảo, đô đốc Sato Zeno đã chống trả rất anh dũng. Nhưng khi biết rằng số vàng bạc ông ta có trách nhiệm bảo vệ sẽ rơi vào tay địch, Zeno liền cho đốt và đánh chìm cả đoàn tàu xuống đáy biển. Nemo mừng lại, thú thật là tôi vẫn chưa hiểu câu chuyện đó có liên quan gì đến tôi thưa thuyền trưởng rồi sao nữa chúng ta đang ở vũng biển vigo nếu giáo sư muốn ngài có thể làm quen với bí mật của vùng biển này nemo đứng dậy và mời tôi đi theo tôi đã trấn tĩnh được và đành tuân theo lệnh nemo trong phòng khách tối om nhưng qua ô cửa pha lê vẫn nhìn thấy nước biển óng ánh tôi bước tới cửa sổ xung quanh tàu nao ti lúa chừng nửa hải lý đường bán kính nước biển sáng trưng ánh điện nhìn thấy rõ cả đáy biển trải cát trắng ở đó giữa những xác tàu đắm tôi thấy các thủy thủ của tàu nao ti lúa mặc đồ lặn đang đi lại họ đang moi ra những hòm thùng đã bị mục rỉ và phủ đầy đất bùn từ trong những hòm thùng đó rơi ra những thỏi vàng bạc và các thứ châu báu khác toán thủy thủ thay nhau vác nguồn của cải vô tận đó về tàu Tôi hiểu rồi, nơi đây, ngày 22 tháng 10 năm 1702 là chiến trường. Nơi đây, đoàn tàu chở vàng cho vua Tây Ban Nha đã bị đánh đắm. Nơi đây, thuyền trưởng Nemo đã lấy vàng và tích trữ trong tàu Nautilus. Ông ta, chỉ riêng ông ta làm chủ được chỗ của cải đó. Ông ta là người thừa kế duy nhất và trực tiếp những kho báu mà Ferdinand Coptic đã chiếm đoạt của bộ lạc Inca. Nemo mỉm cười hỏi tôi, thưa giáo sư ngài có biết rằng biển cả giấu trong lòng mình nhiều của cải như vậy không tôi trả lời tôi biết nước biển hòa tan 2 triệu tấn bạc đúng như muốn tách bạc ra khỏi nước thì phải tốn kém rất nhiều ở đây tôi chỉ thu lại những gì mọi người đã mất chẳng riêng gì vùng biển vigo này mà còn ở hàng ngàn nơi khác có tàu bị đắm những nơi ấy đều được ghi trên tấm bản đồ đáy biển của tôi ngài đã tận mắt thấy tôi có bạc triệu phải không ạ à? thưa thuyền trưởng, đúng vậy nhưng tôi xin phép được nói rằng trong việc khai thác vùng biển Vigo, ngài chỉ nhanh chân hơn một công ty cổ phần. À ra thế, vâng, một công ty cổ phần được chính phủ Tây Ban Nha cho phép tìm kiếm những tàu chở vàng bị đắm. Những người của công ty này hy vọng sẽ phất to vì số vàng bạc bị mất trị giá tới 500 triệu. 500 triệu cơ à? Nemo ngạc nhiên, số vàng bạc đó trước kia ở đây, nhưng giờ thì không còn nữa nếu vậy thì ta nên làm phúc báo cho họ biết trước về chuyện đáng buồn đó. Ta chưa biết họ sẽ phản ứng như thế nào, nhưng tôi thì thương hại hàng ngàn người nghèo khổ mà số của cải đó nếu được chia công bằng thì sẽ làm cho đời sống của họ đỡ vất vả hơn. Bây giờ thì họ đã mất sạch, nói xong. Tôi cảm thấy ngay là những lời tôi vừa nói đã chạm vào chỗ sâu kín nhất của Nemo. Sao lại mất, Nemo sôi nổi, ngài cho rằng những cuộc cải rơi vào tay tôi là mất ư. Ừ tôi lấy chỗ vàng bạc đó đâu phải cho cá nhân mình ai bảo ngài là nó không được dùng để làm việc nghĩa chẳng lẽ tôi không biết rằng trên trái đất này có những người cùng khổ những dân tộc bị áp bức hay sao những người bất hạnh đó những nạn nhân đó cần được trả thù chẳng lẽ ngài không hiểu rằng nemo không nói hết câu có lẽ ông ta hối tiếc là đã nói quá sự cần thiết nhưng tôi thì đoán ra rồi dù bất kỳ nguyên nhân gì đã đẩy ông ta đi tìm độc lập tự do dưới biển sâu, ông ta vẫn là một con người. Trái tim Nemo vẫn cảm thông với những đau khổ của con người và Nemo giang hai tay ra cứu giúp những kẻ bị áp bức. Giờ đây tôi mới hiểu là số vàng bạc trị giá hàng triệu đồng kia Nemo đã gửi cho ai trong cái ngày đáng ghi nhớ. Khi tàu Nautilus tiến vào vùng biển gần đảo Crete đang sôi sục phong trào khởi nghĩa,